Chương 11 Huyền giai cấp thấp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đem hỗn độn tu nguyên pháp toàn bộ lĩnh hội sau khi Tiêu Vũ cũng không có vội vã đi ra ngoài Tuy rằng hắn bây giờ đối với gia tộc công pháp không có hứng thú gì Thế nhưng nếu đến rồi đấu khí cát Tự nhiên không thể tay không rời đi Vì lẽ đó Tiêu Vũ liền tại đây con lửa trên đường bắt đầu đi dạo Trong này đấu khí công pháp cao nhất cũng chính là hoàng giai cao cấp Tiêu vũ nhìn này một tấm quạt lửa màu đỏ dày thực cửa gỗ, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở lửa đạo 43 người truyền đạt. Tiêu vũ bước nhanh đi lên phía trước, quả nhiên thấy đạo này cửa gỗ sau khi có một đạo màu đỏ rực màn ánh sáng, màu sắc cực sâu, cũng là đại diện cho đạo này màn ánh sáng màu đỏ mặt sau là lửa trên đường kiên cố nhất màn ánh sáng, trong này đấu khí công pháp tự nhiên cũng là mạnh nhất. Đánh giá một hồi đạo này màn ánh sáng màu đỏ, tiêu vũ không khỏi lắc đầu cười cợt vào lúc này đúng là có chút lấy lớn ép nhỏ, chỉ có thể phòng ngự cửu đoạn đấu khí, e sợ còn chưa đáng kể. Nói, tiêu vũ trên người đấu khí bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Bỗng nhiên, tiêu vũ ánh mắt ngưng lại, tay phải nắm tay, bàn bạc đấu khí quanh quẩn ở tiêu vũ nắm đấm bên trên, một quyền trực tiếp đánh tới, lấy lực trách vạn phát. Gào thét mà qua quyền phong mang theo sức mạnh khổng lồ đụng vào mạng ánh sáng màu đỏ bên trên, đạo kia màn ánh sáng màu đỏ chỉ là dừng lại một sát na, lập tức tự như cùng kính giống như vậy, âm âm phá vụn. Tiêu vũ sắc mặt tự nhiên tiêu sái tiến vào, cầm lấy gian phòng ngay chính giữa để màu đỏ sậm quyển sách, mặt trên có một được chữ nhỏ. Hoàng giai cao cấp công pháp, luyện hỏa phần. Tiêu vũ hài lòng gật gật đầu. Vẫn được, cũng coi như là có một che giấu tai mắt người đấu khí công pháp. Bắt được công pháp tiêu vũ không có ở nơi này dừng lại, mà là trực tiếp đi ra khỏi phòng đấu khí các phòng khách đứng một ông lão chính là hộ vệ đấu khí các trưởng lão một trong tiêu vũ có thể cảm nhận được vị lão giả này trên người truyền đến bàn bạc đấu khí gần sống chí ít đều là ngũ tinh đại đấu sư thấy lão giả lúc tiêu vũ liền đem luyện hỏa phần công pháp quyển sách giao cho hắn ông lão liếc mắt nhìn khẽ vuốt cảm nói gia tộc công pháp không được mang ra gia tộc một năm sau khi đem đấu khí công pháp nộp về không được có điều tổn thương tiêu vũ gật gật đầu liền nhận lấy ông lão để trở về công pháp lập tức trực tiếp đi ra đấu khí các cửa lớn tiêu chiến còn đang đứng ở phía ngoài nhìn thấy tiêu vũ đi ra đang chuẩn bị tiến lên an ủi một hồi nhưng nhìn thấy tiêu vũ lay động một cái trong tay công pháp quyển sách tiêu chiến thấy là luyện hỏa phần trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc dù sao tiêu vũ thực lực vượt xa đấu giả lửa trên đường hết thảy công pháp chỉ cần hắn nghĩ cũng có thể bắt được phụ thân yên tâm đi Ta sẽ không vì vậy mà nhục chí, ta mà, nhất không tin số mệnh." Tiêu Vũ cười cười nói. Tiêu Chiến có chút khuôn mặt cứng nhắc hơi xé ra một tia khó coi nụ cười, "Vũ Nhi, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, người ta cũng không phải đại đấu sư sao?" Quá mức sau đó ngươi ngay ở Tiêu gia làm một trưởng lão, Tiêu Diêu tự tại, đại ca nhị ca ngươi nhất định phải đi ra ngoài, vốn cho là ngươi cùng Viêm Nhi cũng là sớm muộn phải đi bây giờ nhìn lại là lão thiên muốn cho các ngươi lưu lại bội bội ta đây cái cha già, ha ha. Tiêu vũ biết phụ thân ở Trấn An chính mình, chính mình chỉ có đột phá đại đấu sư mới có thể làm cho tiêu chiến tin tưởng mình thiên phú không chỉ là đại đấu sư cảnh giới, hắn còn muốn trở thành đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông cường giả, thậm chí là đấu tôn, đấu thánh thậm chí đấu đế, hắn muốn sừng sững ở mảnh này đại lục cao nhất. Tiêu vũ không có quá nhiều giải thích, bởi vì chỉ có sự thực mới có thể chứng minh tất cả, hiện tại hắn chỉ muốn trở lại cẩn thận nghiên cứu một chút hệ thống thưởng hỗn độn tu nguyên pháp. Cùng tiêu chiến phân biệt sau, tiêu vũ ở về phòng của mình trên đường, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp Huân Nhi, chỉ thấy Huân Nhi chấp hai tay sau lưng, yêu kiều cười khẽ nhìn tiêu vũ nói. Tiêu vũ ca ca ngày hôm nay đi đấu khí các chọn công pháp sao? Có thể cho Huân Nhi nhìn một chút sao? Tiêu vũ nguyết một cái Huân Nhi sau khi, ở huân nhi mang đầy nụ cười dưới con mắt lấy ra luyện hỏa phần huân nhi tiếp nhận đi xem một cái nói hoàng giai cao cấp công pháp đích thật là tiêu gia cao cấp nhất hỏa thuộc tính công pháp xem ra tiêu vũ ca ca là hỏa thuộc tính thể chất đây có điều huân nhi giọng nói vừa chuyển nhẹ giọng nói huân nhi nơi này có tốt hơn hỏa thuộc tính công pháp đây là huyền giai cao cấp công pháp làm viêm quyết bộ công pháp kia nhưng là huân nhi tỉ mỉ vì ngươi chọn tiêu vũ ca ca không cần cảm thấy thật không tiện chúng ta chúng ta nhưng là người một nhà đây huân nhi mảnh khảnh ngón tay hơi bắn ra một bộ cổ điển lửa xanh ngọc quyển sách xuất hiện tại trên tay của nàng tiêu vũ nhìn một tay cầm một cái quyển trục huân nhi mang theo một chút không tên cảm xúc trêu nói huân nhi thật là tốt ý lòng ta lĩnh ta cũng sẽ không thật không tiện dù sao chúng ta đích thật là người một nhà có điều lựa chọn cái này luyện hỏa phần cũng bất quá là ta che giấu tai mắt người thôi, ta chỗ này có tốt hơn công pháp tu luyện, vì lẽ đó. Huân Nhi mềm mại giái tai bỗng nhiên trở nên hỏa hồng lên, sau đó Thủy Linh con mắt nhìn về phía tiêu vũ nhẹ giọng nói. Thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, tạm thời tin tưởng ngươi đi. Ở tiêu vũ khuyên, Huân Nhi lúc này mới đem công pháp thu về, nếu gặp Huân Nhi, tiêu vũ ngược lại cũng không vội mà trở về, liền cùng Huân Nhi ở sau núi đi dạo trồng rã một buổi trưa, mãi đến tận chạng vạn mới trở lại gian phòng của mình. Không lo được nghỉ ngơi tiêu vũ ngồi xếp bằng lên, bắt đầu tu luyện lên hỗn động tu nguyên pháp, trong cơ thể phun trào đấu khí bắt đầu vận chuyển, ở hỗn động tu nguyên pháp chuyển hóa dưới, nguyên bản đấu khí màu nhũ bạch nhưng hướng về có chút trong suốt phương hướng phát triển, đấu khí hóa thành tinh khiết năng lượng đang không ngừng áp súc, tiêu vũ giờ khắc này không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, chỉ là cảm nhận được trong cơ thể mình đấu khí tự hồ đang không ngừng ngưng tụ. Giống như là ở rèn sắt giống như vậy, không ngừng gõ, rèn đúc. Nhưng là tiêu vũ không biết là, chính mình nguyên bản tứ tinh đấu giả thực lực, cũng đang chậm rãi giảm xuống, bốn sao, ba sao, hai sao, nhất tinh. Tiêu vũ thực lực cuối cùng ở nhất tinh đấu giả trên cảnh giới dừng lại, ba canh giờ lặng lẽ trôi qua, đem đấu khí hoàn toàn chuyển hóa sau khi tiêu vũ cũng là mở hai mắt ra, Tuấn Lãng khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt ôn ngọc ánh sáng lộng lẫy, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn qua tinh thần không ngớt, cảm thụ lấy trong cơ thể mình hàng trở về thực lực, Tiêu Vũ cũng không có kinh hoảng, này hỗn độn tu nguyên pháp dĩ nhiên là nội ngoại kim tu công pháp, hơn nữa không có đẳng cấp, theo thực lực tăng. Trưởng mà trở nên mạnh mẽ, cùng Tiêu Viêm phần quyết có chút tương tự, nhưng là vừa không trọn vẹn tương đồng. Chớ nhìn hắn hiện tại lui về nhất tinh đấu giả thực lực, thế nhưng chỉ có chính hắn biết Hắn bây giờ so với hắn vẫn là tứ tinh đấu giả lúc thực lực kiên cường. Ken. Hỗn Độn Tu Nguyên Pháp chia làm hai cuốn, một quyển hồn, luyện thể, một quyển thanh, luyện thần, căn cứ ký chủ hiện nay thực lực, Hỗn Độn Tu Nguyên Pháp tạm định đẳng cấp. Huyền giai cấp thấp. Tiêu Vũ nghe được hệ thống giải thích, cũng là lắc lắc đầu thầm nói, huyền giai cấp thấp, lần này cần phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào cùng Huân Nhi Nha đầu kia giải thích. Tiêu vũ bỏ qua những này hỗn động tâm tư, tiếp tục tu luyện lên thuật luyện đan của hắn, rất nhanh, cả một đêm liền vội và quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu vũ liền ra gia tộc đi tới phố chợ, tìm được rồi bội ân sau khi khai báo một ít hắn cần một ít dược liệu, sau đó ném cho bội ân 10.000 kim tệ, những năm gần đây hắn tồn tiền riêng hiện tại cũng coi như là tiêu xài hết sạch chỉ có thể đang mong đợi đem tuyết ngọc linh dịch sớm một chút luyện chế thành công, sau đó cầm bán như vậy cũng có thể chậm lại chính mình tài chính áp lực. Ngay ở tiêu vũ vội vàng mua dược liệu thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh, tiêu vũ tinh thần chấn động, đây là lại tới nhiệm vụ. Ken Lần sau đánh dấu địa điểm Mễ đặt nhĩ sân đấu giá lớn Thưởng Địa giai cấp thấp đấu kỹ Nguyệt trục Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 12 Học luyện đang Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe được hệ thống đánh dấu nhiệm vụ lúc, tiêu vũ nhất thời sững sờ, mễ đặt nhĩ sân đấu giá lớn đúng là để hắn tâm thần trở nên hoảng hốt, nhã phi nhưng là đấu phá bên trong tiền kỳ rất quan trọng một vai, về phần tại sao sẽ nói là tiền kỳ, tự nhiên là bởi vì nhã phi ở trong tiểu thuyết bởi vì thiên phú không đủ, vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ là ở tại gia mã đế quốc thành mễ đặt nhĩ gia tộc tộc trưởng, thực lực cũng dừng lại ở đấu hoàn cảnh giới. Tiêu vũ kiếp trước đang nhìn đấu phá thời điểm chính là tương đương khó chịu, nhã phi bởi vì chính mình niên kỹ kỹ cùng thực lực các loại vấn đề, cho là mình không xứng với tiêu viêm mà cuối cùng quyết định đem tình cảm này để ở trong lòng, lựa chọn chung thân chưa gả cho đến già đi, đời này mà, tiêu vũ chỉ có thể nói nghe theo mệnh trời. Có điều tiêu vũ hiện tại cũng không phải dự định đi phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, chủ yếu là một không có tiền, hai không có đang dược, đi phòng đấu giá mễ đặt nhĩ đến có đồ vật bán đấu giá hoặc là có tiền bán đấu giá đồ vật đi, không phải vậy đi phòng đấu giá mễ đặt nhĩ làm gì. Tiêu vũ mua đủ chính mình dược liệu cần thiết sau khi, lại cáo tri huân nhi chính mình muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian, liền hướng về phía sau núi bước đi, ở sau núi tìm một bí ẩn sơn động sau khi liền mở ra chính mình dài đến ba tháng thời gian chế thuốc lữ trình. Tiêu gia phía sau núi, một chỗ bí ẩn sơn động. Âm. Tiêu vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, bàn tay vung lên, dẫn ra trong cơ thể cốt linh lãnh họa ở trước mặt ngưng tụ thành một vị lò luyện đan. Hắn đã đem này một môn kỹ thuật luyện được lô hỏa thuần thanh, tâm thần hơi động liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ dị hỏa lò luyện đan. Chỉ thấy tiêu vũ nắm lên bên cạnh một cây tuyết ngọc lan hoa đầu nhập vào đi vào, tuyết ngọc lan hoa tiến vào lò luyện đan một sát na, dị hỏa phun trào. Trực tiếp đem tuyết ngọc lan hoa bao vây lấy, tại chỗ liền hóa thành. Một đoàn than tro là hỏa thế quá mạnh sao tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng lập tức vững vàng khống chế được dị hỏa bắt đầu chậm rãi hạ thấp bén lửa thế đang điển mặc dù có luyện chế đang dược hình ảnh nhưng là vẫn không cách nào tự mình lĩnh hội vì lẽ đó tiêu vũ nhất định phải chính mình một chút đi thử nghiệm tiêu vũ lần thứ hai ngưng thần đem từng cây tuyết ngọc lan hoa ném vào âm rầm 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 từng cây tuyết ngọc lan hoa cấp tốc khô héo ở cốt linh lãnh hỏa nung đốt dưới một chút bột màu trắng xuất hiện tại trong lò luyện đan. Luyện chế đan dược là một chậm rãi quá trình, tiêu vũ cũng không nôn nóng, tâm tình không minh nung đốt dược liệu, tuy rằng vừa bắt đầu có chút lúng cuốn tay chân, thế nhưng trải qua mấy lần thất bại sau khi, tiêu vũ cũng càng ngày càng thành thạo. Chỉ thấy tiêu vũ lại cầm lấy một cây tuyết ngọc lan hoa ném vào lò luyện đan, trong nháy mắt hóa thành một nhúm nhỏ bột màu trắng, trong đó tạp chất đã sớm nung đốt xong loại bỏ đi ra ngoài, tiếp theo liền nhìn thấy tiêu vũ lại cầm lấy một cây băng ngọc quả làm mất đi đi vào, ngọn lửa màu trắng bệt trong nháy mắt bao phủ băng ngọc quả, phát sinh két một tiếng vang nhỏ, một đoàn xương trắng lăn lộn mà lên, trong chớp mắt liền biến mất không gặp, băng ngọc quả cũng hóa thành một bãi bạch ngọc. Sắc chất lỏng, đêm này đoàn bạch ngọc sắc chất lỏng bên trong tạp chất cũng dùng cốt linh lãnh hỏa loại bỏ sau khi tiêu vũ nhanh hơn tiến trình, đem từng cây linh thảo ném vào trong lò luyện đan. Thời gian cực nhanh, ở trong động tiêu vũ không ngày không đêm luyện chế tuyết ngọc linh dịch loáng một cái ba tháng trôi qua tiêu vũ một mặt tan thương trên mặt hồ tra trải rộng nhìn qua tựa hồ là già nua thêm 10 tuổi thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong thần thái sáng láng tinh thần tập trung ở trước mắt trong lò luyện đan một viên êm dịu màu xanh đang dược ở trong lò luyện đan không ngừng bị cốt linh lãnh hỏa nung đốt một luồng kỳ dị mùi thuốc tràn ngập toàn bộ sơn động đã thành hình linh đan còn đang trong lò luyện đan xoay tròn màu trắng bệt cốt linh lãnh hỏa còn đang không ngừng thiêu nướng linh đan tiêu vũ ánh mắt nhìn chằm chập trong lò luyện đan linh đan bỗng nhiên nguyên bản êm dịu màu xanh linh đan trên lóe lên một đạo thần quái ánh sáng tiêu vũ trong ánh mắt dâng lên vẻ mừng rỡ như điên Đang thành tiêu vũ nhẹ giọng hét một tiếng bàn tay ở lò luyện đan trên vỗ một cái màu xanh đang dược từ trong lò luyện đan bắn mạnh mà ra tiêu vũ nhanh như tia chớp ra tay đem nắm ở trong tay Tiêu Vũ nhìn thấy trong bàn tay Linh Đan trên một đạo nhàn nhạt hoa văn xuất hiện tại đan thân bên trên. Đây cũng là một vân Linh Đan, cũng là đan điển bên trong ghi lại phẩm chất đạt đến cực hạn Linh Đan mới phải xuất hiện đan vân. Rốt cục luyện thành này nhất phẩm đang dược huyền Linh Đan. Tiêu Vũ có chút mệt mỏi cười cười nói. Ba tháng này hắn học tập đan điển, từ nhất phẩm đang dược bắt đầu luyện chế, bằng vào hắn cường đại linh hồn lực, không ngừng luyện chế đan dược hiện nay tiêu vũ đã có thể luyện chế nhị phẩm đang dược, hơn nữa có thể mang bất kỳ nhất phẩm đang dược tinh luyện đến mức tận cùng. Tiêu vũ trong tay huyền linh đang có thể cấp tốc khôi phục đấu giả trong cơ thể đấu khí cho đến thời điểm toàn thịnh, hơn nữa không hạn đẳng cấp, chỉ cần không có đạt đến đấu sư cảnh giới, cái này huyền linh đang cũng có thể ở trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh thực lực, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Như vậy hiệu quả có thể nói phải cực kỳ đáng sợ, ngươi nghĩ vừa nghĩ, ngươi cùng đối thủ tử chiến qua đi, nuốt vào như vậy một viên huyền linh đang trong nháy mắt khôi phục thực lực, mà đối phương thực lực nhưng mười không còn một, đây còn không phải là tùy ý ngươi bại bố. Bất quá đối với tiêu vũ tới nói, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đem luyện dược sư đẳng cấp ở trong vòng 3 tháng tăng lên tới nhị phẩm luyện dược sư cảnh giới, mặc dù có đang điển gia trì, có điều không thể không nói tiêu vũ tự thân nghị lực cùng hắn cường đại linh hồn lực cũng là vô cùng quan trọng. Hơn nữa Tiêu Vũ còn vui mừng phát hiện mình thực lực cũng có tăng trưởng, từ nguyên lai nhất tinh đấu giả đột phá đến nhị tinh đấu giả. Lấy lại tinh thần, Tiêu Vũ đem Huyền Linh đang cất đi, khoảng thời gian này hắn luyện chế đầy đủ 100 bình Tuyết Ngọc linh dịch, Tuyết Ngọc linh dịch hiệu quả đủ để sánh vai dược lão luyện chế trúc cơ linh dịch, hơn nữa 100 bình Tuyết Ngọc linh dịch nhưng là chưa pha loãng, nếu như pha loãng, có thể đầy đủ thêm ra đến 200 bình Tuyết Ngọc linh dịch đem hết thảy đều thu thập xong tiêu vũ thừa dịp ánh trăng nhanh chóng về tới gian phòng của mình chăm chú với luyện đang hắn trên người bây giờ đều có chút mùi thối cẩn thận mà rửa mặt một phen sau tiêu vũ trực tiếp ngã ở trên giường bắt đầu ngủ tuy rằng chìm với tu luyện đấu giả có thể không ngủ thế nhưng tiêu vũ vẫn là yêu thích ngủ cảm giác ngày mai tiêu vũ rời giường rửa mặt thật sau khi liền dẫn một bình tuyết ngọc linh dịch cùng luyện chế huyền linh đang giấu kỹ trong người sau đó ra gia tộc hướng về ô thản thành lớn nhất sàn đấu giá phòng đấu giá mễ đặc nhị bước nhanh bước đi tiêu vũ nhìn trước mắt cái này cực kỳ to lớn dường như cung điện một loại phòng đấu giá mễ đặc nhĩ không khỏi thở dài nói đây chính là nhà tư bản xa hoa sao không hổ là trong gia mã đế quốc giàu có nhất gia tộc truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lịch sử liền ngay cả ô thản thành bên trong cái này bàn chi đều kiến tạo như vậy một vị thường hùng vĩ kiến trúc tiêu vũ cũng không cấm táp tặc lưỡi. Nhìn phòng đấu giá mễ đặt nhĩ trước cửa vài tên võ trang đầy đủ, cực kỳ lạnh lùng thiết huyết hộ vệ, tiêu vũ từ trong lòng ngực lấy ra một màu trắng nửa mặt mũi đủ mang tới sau khi, liền trực tiếp đi vào trong phòng đấu giá. Vừa tiến vào sàn đấu giá, tiêu vũ trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thưởng sau đó phân phát, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Tiêu Vũ cũng không có vội và kiểm tra thưởng, vừa tiến đến hắn liền cảm nhận được bên trong phòng đấu giá ở ngoài băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, ánh mắt ở rộng rãi vô cùng trong đại sảnh đánh giá, hắn thấy được bên tay trái một cái phòng trên mang theo một. Giám bảo thất nhãn hiệu, đang chuẩn bị đi tới thời điểm, một trận tiếng bước chân từ lầu hai truyền đến. ngẩng đầu nhìn tới, tiêu vũ nhìn thấy gia liệt gia tộc tộc trưởng gia liệt tất chính khinh không người hướng về người ở bên cạnh cung kính nói gì đó, ánh mắt của hắn hơi hiếp lại, bởi vì hắn không khỏi thấy được gia liệt tất, còn thấy được đứng gia liệt tất bên cạnh vị kia cực hạn xinh đẹp nữ tử, một thân màu lửa đỏ sườn xám mặt lên người, vẻ này quyến rũ chính phong tình, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Kinh Hải Cốc Nghi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhã phi tiểu thư, nếu chúng ta song phương đã có hợp tác ý nguyện, như vậy phòng đấu giá mễ đặc nhĩ đại khái lúc nào có thể đem món dược liệu này thu mua xong giao phó cho ta đây gia liệt tất một mực cung kính hỏi chỉ nghe nhã phi cái kia tê dại kiều chán tiếng cười khẽ truyền đến gia liệt tất tộc trưởng chẳng lẽ là không tín nhiệm chúng ta phòng đấu giá mễ đặc nhĩ sao chỉ cần gia liệt gia tộc kim tệ đầy đủ không ra ba ngày ta là có thể vì là gia liệt tất tộc trưởng từ những khác phòng đấu giá mễ đặc nhĩ triệu tập lại đây Nhã Phi lời nói mặc dù có chút cuồng ngạo, thế nhưng căn cứ mễ đặc nhĩ gia tộc ở gia mã đế quốc địa vị tới nói, lời của nàng ngược lại cũng xác thực như vậy. Gia liệt tất nét mặt già dạ nua khẽ run, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thật là một không khéo chúa, không thấy thỏ không thả chim ưng. Có điều những câu nói này hắn cũng không dám nói rõ, nữ nhân trước mắt này ở mễ đặc nhĩ gia tộc địa vị cũng không thấp, muốn ở ô thản thành động một gia liệt gia tộc quả thực không muốn quá đơn giản. Gia Liệt Tất vẫn không có như vậy ngu xuẩn đi trêu chọc nữ nhân này. Gia Liệt Tất cười nói. Nhã Phi Tiểu Thư nói rất có lý, ta sau khi trở về lập tức sắp xếp người đến cùng ngại giao tiếp, kim tệ sau đó dân. Nhã Phi khẽ vuốt cằm. Gia Liệt Tất tộc trưởng khách khí. Hai người rất đúng tiếng nói truyền vào còn đang trong đại sảnh tiêu vũ trong tai, Gia Liệt Tất lão già này dĩ nhiên ở mễ đặc nhĩ mua dược liệu. Đây là muốn làm gì? chẳng lẽ là muốn chiếm đoạt tiêu gia ở ô thản thành làm ăn? Gia liệt tất không có nhiều lời, cùng Nhã Phi lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị rời đi, ngay ở hắn trải qua tiêu vũ bên cạnh một sát na, Gia liệt tất liếc mắt nhìn tiêu vũ, khẽ nhíu mày, cảm giác người này tự hồ có hơi nhìn quen mắt, thế nhưng hắn vội vã trở lại xoay sở kim tệ, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều, bước chân vội vã rời khỏi nơi này. Lúc này Nhã Phi cũng chú ý tới trong đại sảnh đứng tiêu vũ, có điều nàng cũng không hề để ý đang chuẩn bị chạm đích rời đi tiêu vũ mở miệng nói có khách tới cửa không biết nhã phi tiểu thư có hứng thú hay không nghe được tiêu vũ mở miệng nhã phi rất hứng thú đạo nha tiểu tử không biết ngươi có cái gì tốt đồ đâu tiêu vũ không có che giấu thanh âm của mình tự nhiên có thể nghe được tuổi tác của hắn không lớn nhị phẩm đang dược tuyết ngọc linh dịch ngươi là luyện dược sư Nhã Phi nguyên bản có chút lười biến dáng người bỗng nhiên đứng thẳng một ít, trên mặt có chút thay đổi sắc mặt hỏi. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười nói: "Làm sao, không được sao?" Nhã Phi rất nhanh điều chỉnh mình một chút cảm xúc, quay đầu quay về thị nữ bên người nói: "Đi đem cốc ni đại sư mời đi theo." Hầu gái nghe vậy liền vội vã rời đi phòng khách, Tiêu Vũ tất nhiên là biết phòng đấu giá mễ đặc nhĩ còn có một nhị phẩm luyện dược sư cốc ni, bất quá hắn cũng không lo lắng vẻ mặt tự nhiên đứng ở nơi đó nhã phi tò mò đi tới tiêu vũ trước mặt tiên sinh trước nói tới nhị phẩm đang dược có thể cho nhã phi giới thiệu một chút không bởi vì tiêu vũ là luyện dược sư duyên cớ nhã phi ngữ khí đã không cảm thấy mang tới kính gọi dù sao luyện dược sư đều là khiến người ta tôn kính tuyết ngọc linh dịch ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng có thể uống thuốc khôi phục đấu khí có thể ngoại dụng rèn luyện thể phách tiêu vũ nói rằng vẫn còn có thần kỳ như thế đang dược. Uống thuốc ngoại dụng hiệu quả đều tốt như vậy. Nhã phi ngọc khẩu khẽ nhất, hơi kinh ngạc nói. Tiêu vũ khóe miệng nhất lên một tia độ công, không tốt, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nhã phi nhìn tiêu vũ nụ cười trong lòng khẽ rung lên, sắc mặt bay lên một tia đỏ ửng nói. Tìm ta. Đúng đấy, phòng đấu giá mễ đặc nhĩ không phải ô thản thành tốt nhất sàn đấu giá sao ở đây tự nhiên là có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất tiêu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói mà nhã phi nghe được tiêu vũ sắc mặt nhất thời hơi ngưng lại trong lòng lại vẫn dâng lên một tia thất lạc vội vàng đem trong lòng này một tia hoang đường đánh đuổi trên mặt lần thứ hai treo lên nụ cười quyến rũ nói đó là tự nhiên nếu như tiên sinh đang dược thật sự có ngươi nói hiệu quả tốt như vậy phòng đấu giá mễ đặc nhĩ nhất định sẽ cho tiên sinh một giá vừa ý đang khi nói chuyện, chỉ thấy trước trời đi vị thị nữ kia mang về một người có mái tóc hơi trắng bệch ông lão mặc áo xanh, tiêu vũ đánh giá một hồi ông lão, nơi ngực một tương tự lò thuốc tiêu chí, mặt trên còn có khắc hai đạo màu bạc sóng gợn, tượng trưng cho hắn nhị phẩm luyện dược sư cao quý thân phận, hắn phải là Cốc Ni. Nhã Phi nhìn thấy Cốc Ni lúc cười nói. Cốc Ni thúc thúc, vị tiên sinh này muốn bán đấu giá nhị phẩm đang dược, tuyết ngọc linh dịch, hiệu quả là uống thuốc khôi phục đấu khí, ngoại dụng rèn luyện thể phách, muốn mời Cốc Ni thúc thúc giám định một hồi. Cốc Ni mặt đỏ lên bàn treo lên vẻ mỉm cười nói. Tốt, tiểu thư. Chợt vừa nhìn về phía tiêu vũ nói. Vị tiên sinh này, xin đem ngươi đang dược lấy ra, ta cần giám định một hồi. Tiêu vũ trực tiếp đem trang bị tuyết ngọc linh dịch bạch bình đưa cho Cốc Ni, Cốc Ni nhận lấy sau khi, mở ra bạch bình, nhất thời một luồng mùi thuốc tản mát ra. Ở đây mấy người đều là tinh thần chấn động, cốc ni sắc mặt cũng trịnh trọng lên, có thể có như vậy mùi thuốc đang dược, tất nhiên bất phàm. Cốc ni đem miệng bình hơi khuynh đảo, một giọt trắng như tuyết linh dịch giọt đi ra, sau đó lẳng lặng trôi nổi ở cốc ni nơi lòng bàn tay, nhã phi nhìn cốc ni trong tay tuyết ngọc linh dịch, lộ ra một tia vẻ yêu thích, không thể không nói, nữ sinh trời sinh liền đối với như vậy trắng nõn đồ vật có trời sinh thật là tốt cảm giác, đang dược này thật là đẹp mắt. Nhã Phi khen một câu, sau đó lại thầm nói, không biết đem ra tắm rửa hiệu quả tốt không được. Tiêu vũ nhất thời sắc mặt tối sầm lại, ám đạo nhã phi tâm tư này thực sự là thiên mã hành không, nhã phi tự hồ cũng cảm nhận được tiêu vũ cảm xúc biến hóa, sắc mặt hơi đỏ lên. Cốc ni cũng không phải được ngoại giới ảnh hưởng, ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm màu trắng dịch nhỏ, bàn tay mơn trớn, một cái ngân châm xuất hiện tại cốc ni trong tay, đấu khí gói hàng ngân châm tiến vào trắng như tuyết dịch nhỏ bên trong nhẹ nhàng khuấy lên, cốc ni tế tế cảm thụ lấy, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên rất nhanh cốc ni thu hồi ngân châm đem tuyết ngọc linh dịch cất giữ về bạch bình sau khi trên mặt mang theo cung kính nhìn về phía tiêu vũ nói tiên sinh nói không giả đích thật là nhị phẩm đang dược nhã phi trên mặt cũng là né qua một tia chấn động tên tiểu tử này lẽ nào thật sự chính là nhị phẩm luyện dược sư cốc ni cười hỏi tiên sinh là dự định bán đấu giá chai này linh dịch sao Bất quá ta nơi này còn có 99 bình, tổng cộng 100 bình, phòng đấu giá mễ đặc nhĩ có thể chiếu đang toàn bộ thu sao. Tiêu Vũ nói rằng, Nhã Phi lúc này cũng tỉnh táo lại đến, cười nói. Không có vấn đề, tiên sinh, tin tưởng mễ đặc nhĩ sẽ cho ngươi hài lòng nhất giá cả, có điều cần cho ta một tháng hoạt động thời gian. Tiêu Vũ biết nàng muốn mở rộng tuyên truyền, sau đó tiến hành bán đấu giá, hắn không có lý do gì không đáp ứng, liền liền mở miệng nói có thể, bất quá ta nơi này còn có một viên nhất phẩm đang dược, không biết các ngươi có còn nên. Nhất phẩm đang dược. Nhã Phi liếc mắt nhìn Cốc Ni, Cốc Ni khẽ gật đầu, sau đó Nhã Phi nói rằng. Có thể, có điều không biết tiên sinh bán đấu giá nhất phẩm đang dược là dạng gì hiệu quả. Tiêu Vũ nói. Có thể trong thời gian ngắn khôi phục đấu giả trong cơ thể đấu khí đến toàn thịnh thực lực, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nhưng không nghĩ cốc ni ở một bên lắc đầu nói cái này không thể nào đang dược đều sẽ bị hư hỏng hao tổn trong thời gian ngắn khôi phục toàn bộ thực lực hay là có thể thực hiện thế nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ là tuyệt đối không thể nào tiêu vũ không có phản bác mà là trực tiếp đem huyền linh đang lấy ra cốc ni sắc mặt chần chờ nhận lấy mở ra miệng bình một luồng kỳ dị mùi thuốc tràn nập toàn bộ phòng khách này so với vừa nhị phẩm đang dược tuyết ngọc linh dịch mùi thuốc còn muốn nồng nặc đây là một phẩm đang dược. Làm sao so với nhị phẩm đang dược cấp bậc còn tốt hơn? Nhã Phi có chút không rõ. Cốc Ni nhưng là vẻ mặt biến đổi, vội vàng từ trong bình đổ ra huyền linh đan, một viên to bằng lông nhãn, cực kỳ tròn trịa màu xanh viên thuốc lăn xuống đi ra, trôi nổi khi hắn lòng bàn tay, mà thấy được huyền linh đan đang trên người một đạo sóng gần lúc, Cốc Ni sắc mặt sợ hãi nói. Đây là, Đan Vân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Quỹ thác bán đấu giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đứng ở một bên Nhã Phi tự nhiên là không hiểu cái gì là Đan Vân, liền liền mở miệng hỏi. Cốc Ni thúc thúc, cái gì là Đan Vân? Cốc Ni trong mắt vẻ hoảng sợ chưa tiêu tan, nghe được Nhã Phi, hắn sững sờ giải thích. Chế thuốc giới bên trong có ghi chép, mỗi một cái cấp bậc Đan Dược đều có nó cực hạn dược lực, như vậy có thể bảo tồn đan dược lớn nhất dược lực hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Mà cực hạn dược lực đại biểu chính là ở đan dược mặt ngoài lưu lại đan vân, này kỳ thực cùng luyện chế đan dược đưa tới đan lôi là một đạo lý, chỉ có điều giữa hai người cũng không xung đột thôi. Nghe xong cốc ni nhã phi trong mắt cũng là né qua một tia dị thải. Làm sao? Hai thứ đồ này đều giao cho các người bán đấu giá, có thể không? Tiêu vũ nhàn nhạt hỏi. Nhã Phi rất nhanh sẽ phản ứng lại, cười tủm tỉm đi tới tiêu vũ bên cạnh nói. Tiên sinh, đây là phòng đấu giá mễ đặc nhĩ thẻ khách quý, hy vọng tiên sinh có thể nhận lấy, sau đó tiên sinh ở mễ đặc nhĩ gia tộc bất kỳ sàn đấu giá cũng có thể hưởng thụ quý khách đãi ngộ, đồng thời giao nộp thuế suất cũng từ 5% xuống làm 2%. Nhã Phi nói lấy ra một tấm cạc thủy tinh đưa tới. Tiêu vũ cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay nhận lấy, sau đó cùng mễ đặt nhĩ gia tộc đánh liên hệ hay là không ít, hơn nữa người trước mắt là tâm tư tinh tế như phát nhã phi, tiêu vũ không nghĩ tới cái gì có thể lý do cự tuyệt. Nhìn tiêu vũ nhận cạc thủy tinh, nhã phi nụ cười trên mặt càng sâu, hy vọng sau đó chúng ta sẽ có nhiều hơn hợp tác. Nhã phi dán gần rồi một ít, một luồng thuộc về trên người nàng mùi thơm chui vào tiêu vũ mũi, thông qua mặt nạ, tiêu vũ cũng là nói thầm một tiếng yêu tinh. Đó là tự nhiên. Tiêu Vũ lùi lại một bước nói rằng, hắn thật sự là có chút không chịu được Nhã Phi xinh đẹp. Nhìn thấy Tiêu Vũ khí tức có chút hỗn loạn lui về phía sau một bước, Nhã Phi nhưng là nở nụ cười, nàng cũng không có nghĩ đến trước mặt tên tiểu tử này như vậy thẹn thùng, ngay ở nàng còn muốn đùa dẫn một phen Tiêu Vũ thời điểm, cốc ni nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Nhã Phi vẻ mặt biến đổi, cấp tốc khôi phục cao lạnh hình tượng, trong lúc nhất thời để Tiêu Vũ có chút chưa kịp phản ứng. Cốc ni tiếu a a đi lên phía trước nói, không biết tiên sinh cái kia còn dư lại 99 bình tuyết ngọc linh dịch có thể mang ở trên người. Tiêu vũ lắc đầu nói. Không có, ngày mai ta lại cho ngươi đưa tới, bán đấu giá xong sau khi, sẽ giúp ta mua một viên nạp giới, cần tiền tự bán đấu giá có được tiền bên trong khấu trừ là tốt rồi. Nhã Phi hơi kinh ngạc đạo. Ngươi không có nạp giới. Tiêu vũ khẽ vuốt cầm, Nhã Phi hơi trầm ngâm, sau đó đem chính mình trên tay ngón tay trỏ một viên chiếc nhẫn màu xanh cầm hạ xuống đưa cho tiêu vũ nhã phi yên nhiên cười nói cái này nạp giới coi như là cá nhân ta đưa cho ngươi đi cốc ni đứng ở một bên thấy cảnh này muốn nói lại thôi tiêu vũ cũng nhìn ra chiếc nhẫn này tự hồ có đặc thù hàm nghĩa liền uyển ngôn cự tuyệt nói này e sợ không thích hợp không có gì không ổn ngươi sẽ cầm đi Nhã Phi lúc này kéo qua tiêu vũ tay đem nhẫn đặt ở trong bàn tay của hắn. Tiêu vũ cầm nhẫn, không có cự tuyệt nữa, mà là nói rằng. Ngày mai ta sẽ đúng hạn đem linh dịch đưa tới. Được. Nhã Phi cười đáp một tiếng nói. Tiêu vũ chạm đích cũng không quay đầu lại rời đi phòng đấu giá mễ đặt nhĩ phòng khách. Đợi được tiêu vũ sau khi rời đi, Cốc Ni lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu thư, đây chính là mẫu thân của ngài di vật. Nhã Phi nhìn Tiêu Vũ từ từ biến mất bóng người dịu dàng cười nói: Ta biết a, à, hắn là một thiên tài luyện dược sư không phải sao? Cứ như vậy, hay là chúng ta là có thể cùng hắn thành lập một rất tốt quan hệ cầu nối, không phải sao? Cốc Ni có chút bất đắc dĩ than thở: Hy vọng như thế chứ, gia tộc hy vọng ngươi có thể cố gắng rèn luyện một phen, tương lai ngươi nhất định là muốn rời khỏi Ô Thản Thành trở về. Hơn nữa luyện dược sư cũng không phải nói luyện được cực hạn dược lực sau đó thành tựu sẽ rất tốt, đàn vương cổ Hà Thiên Phú không thể so hắn kém, thế nhưng hiện nay cũng là ở lục phẩm ngưng lại nhiều năm chưa từng tiến lên trước một bước. Nhã phi miệng nhỏ đỏ hồng hơi vẫn lên, cười hiếp mắt nói. Vạn nhất sau đó tên tiểu tử này có thể vượt qua đây. Hơn nữa coi như là lục phẩm, tiểu tử cũng là đủ để làm mễ đặc nhĩ gia tộc khách khanh. Cốc ni lắc lắc đầu không nói gì nữa, nhã phi một đôi tay nhỏ nâng má thơm hai mắt thật to chớp chớp không biết đang suy nghĩ gì đã rời đi tiêu vũ tự nhiên là không nghe thấy nhã phi cùng cốc ni rất đúng nói hiện tại cầm trong tay tuyết ngọc linh dịch bán đi hắn là có thể được rất nhiều tiền cứ như vậy hắn là có thể tiếp tục học tập chế thuốc đến tăng lên chính mình chế thuốc thực lực trở lại tiêu gia tiêu vũ mới vừa đóng cửa phòng liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa bằng vào linh hồn của hắn năng lực nhận biết tự nhiên cảm nhận được chính là đã lâu không thấy Tiêu Huân Nhi. Mở cửa phòng liền nhìn thấy Huân Nhi thân mang quần tím, một mặt nụ cười nhìn Tiêu Vũ nói: "Biết Tiêu Vũ ca ca xuất quan, Huân Nhi liền đến nhìn ngươi rồi. Mau vào đi." Tiêu Vũ sủng nịch nhìn Huân Nhi nói rằng: "Đi vào gian phòng, Huân Nhi xinh đẹp mũi hơi nhíu lại. "Tiêu Vũ ca ca trên người tại sao có thể có vị thơm?" Tiêu Vũ sờ sờ mũi nói: "Nào có." Cả người đều là mùi thuốc. Thật sao? Tiêu Vũ ca ca trên người ở đâu ra mùi thuốc? Huân Nhi hì hì cười một tiếng nói. Tiêu Vũ hơi có chút kiêu ngạo ngạch nói rằng, người Tiêu Vũ ca ca hiện tại cũng coi như là một luyện dược sư. Huân Nhi nhìn Tiêu Vũ có chút tiểu kiêu ngạo dáng dấp, có chút ngạc nhiên hỏi, "Tiêu Vũ ca ca làm sao sẽ trở thành luyện dược sư a?" À? Tiêu Vũ thấp giọng nở nụ cười đưa bàn tay mở ra một đạo hào quang màu bạc từ lòng bàn tay khúc xạ đi ra, đây là ta học công pháp, quá nhiều ta cũng không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, có điều sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Hơn nữa đợi được có một ngày thực lực của ta đủ khiến ta nói ra bí mật này thời điểm, ta nhất định cái thứ nhất nói cho ngươi biết. Nhìn tiêu vũ cái kia một mặt kiên định giáng dấp, huân nhi cũng không có lại đi hỏi kỹ hắn, mà tiêu vũ cũng là mau mau chuyển hướng đề tài nói. Ba tháng đã đột phá đấu giả, không tệ lắm. Huân Nhi nghe được Tiêu Vũ khen ngợi chính mình, nhất thời con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Tiêu Vũ cười nhạt lấy vuốt ve Huân Nhi đầu nhỏ nói: là thật kinh ngạc, có điều ngẫm lại cái này cũng là phải mà. Huân Nhi vẫn lên vẫn lên miệng nhỏ đỏ hồng nói: Tiêu Vũ ca ca những ngày qua nhưng là rất ít theo Huân Nhi nha. Chờ thêm hai ngày, ta nhất định nhiều bồi bồi ngươi. Tiêu Vũ nói thật. Huân Nhi gật gật đầu sau đó ở tiêu vũ trong phòng ở lại một hồi liền rời đi nơi này. Ngày mai, tiêu vũ mang theo 99 bình tuyết ngọc linh dịch lần thứ hai đi tới phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, nhìn thấy nhã phi thời điểm, tiêu vũ nói. Đa tạ nhã phi tiểu thư nạp giới. Nhã phi nhẹ giọng cười nói. Vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây? Tiêu vũ trầm mặt một hồi nói. Chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng. Cái kia, Ta nghĩ nhìn ngươi trường ra sao, có thể không?" Nhã phi hỏi. Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Bây giờ còn không phải lúc, chờ thích hợp thời điểm, chúng ta hội kiến diện." Nhã phi mặc dù có chút thất lạc, nhưng là vẫn gật đầu nói: "Được rồi." Làm xong cùng Mễ Đặt Nhĩ tất cả công việc sau khi, Tiêu Vũ liền chuẩn bị đi trở về học tập hệ thống thưởng địa cấp đấu kỹ nguyệt trục, khi hắn bước ra phòng đấu giá Mễ Đặt Nhĩ thời điểm, lại là một đạo hệ thống máy móc âm thanh vang lên. Ken Lần sau đánh dấu địa điểm, tiêu gia nghi thức trưởng thành, thưởng. Địa cấp đấu kỹ, phần thiên kiếm quyết. Mị nó, lại là địa cấp đấu kỹ, hệ thống như thế hùng hồn sao. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Tiêu vũ một mặt thở dài nói. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Chỉ đạo Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trong đình viện, tiêu vũ bắt đầu tu luyện lên đấu kỹ. Nguyệt trục. Đây là một loại dùng đấu khí thôi thúc bộ pháp, có thể làm cho chính mình di động với tốc độ cao, nhân thân như ảnh, như ảnh trục nguyệt. Tu tập lên tiêu vũ cũng không khỏi đến thở dài nói. Không hổ là địa cấp đấu kỹ, tháng này trục tu luyện tới cực hạn dĩ nhiên có thể dựa vào nó đọc bộ thiên hạ tốc độ đến vặn vẹo không gian mức độ vù. Một tiếng rung rẩy, tiêu vũ đấu khí trong cơ thể âm âm vận chuyển lại, theo trong cơ thể gân mạch cùng đặc biệt huyệt vị, tiêu vũ bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền nhìn thấy tiêu vũ xuất hiện tại tường viện một bên khác. Này nháy mắt liền di động 10 mét. Tiêu vũ tháng phục một tiếng nói. Phải biết, đây mới là vừa tu tập nguyệt trục, cảnh giới đại thành có thể vặn vẹo không gian thực lực quả thực không muốn quá khủng bố. Tiêu vũ một cao hứng, vận chuyển lên đấu khí ở trong đình viện nhanh chóng chạy như điên, chỉ là không có nghĩ đến không tới một phút thời gian, tiêu vũ trực tiếp dừng lại ở tại chỗ, hai tay chống đầu gối, sắc mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh đều trên trán lướt xuống, gương mặt thê thảm hình ảnh. Chơi thoát, đây cũng quá tiêu hao đấu khí, chạy nửa xuống cần phải đem ta đấu khí trong cơ thể rút khô không thể. Tiêu vũ không khỏi lắc đầu cười khổ nói có điều lập tức tiêu vũ liền ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện nổi lên đấu khí, để hắn không nghĩ tới chính là, ở tu tập quá nguyệt trục sau khi, hắn tu luyện đấu khí tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn một ít, trước bởi vì tu luyện hỗn độn tu nguyên pháp để cho mình tốc độ tu luyện trở nên vô cùng chậm chậm, đấu khí ở tiêu vũ nhiều lần tu luyện ở trong không ngừng áp súc, vùng đang điện luồng khí xoáy cũng thay đổi hóa thành khí hải, chạy chồng không ngừng đấu khí ở đang điện nơi dũng động, hiện. Lên hắn cực cường thực lực một đêm lặng lẽ trôi qua tiêu vũ mở hai mắt ra trong ánh mắt hết sạch lóe lên tiêu vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào tam tinh đấu giả trong lúc rảnh rỗi tiêu vũ liền chuẩn bị đi gia tộc đấu kỹ đường nhìn một chút đến bây giờ hắn cũng không có cái gì có thể kề bên người đấu kỹ ngoại trừ vừa tu tập nguyệt trục có điều đó cũng không phải là công kích loại đấu kỹ vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi xem xem có cái gì lực công kích khá mạnh đấu kỹ đem ra học tập một hồi Vừa ra cửa, tiêu vũ liền nhìn thấy tiêu viêm cũng từ trong sân đi ra, tiêu vũ cười nói. Tam ca ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến phải ra khỏi cửa. Tiêu viêm thấy là tiêu vũ, cũng là nhẹ giọng cười nói. Ngày hôm nay muốn đi đấu kỹ đường nhìn một chút, học tập một hồi đấu kỹ. Đồng thời đi, vừa vặn ta cũng muốn đi. Tiêu vũ nói rằng. Tiêu viêm cũng không có từ chối, khẽ vuốt cầm, hai người song song đi ở gia tộc trên đường nhỏ dọc theo đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu gia tộc tú lệ thiếu nữ ánh mắt đương nhiên nhiều hơn là nhìn về phía tiêu vũ dù sao tiêu viêm nhìn qua thuộc về khô mát trong sáng sáng rỡ thiếu niên mà tiêu vũ đao tước giống như khuôn mặt một đôi không hề lay động như một vũng u đàm con mắt quả thực không muốn quá tuấn tú mạch thượng nhân như ngọc công tử đời vô song câu nói này dùng để hình dung tiêu vũ là thích hợp hơn nữa tiêu vũ cái kia yêu nghiệt giống như thiên phú cùng thực lực không biết trong bóng tối bắt sống bao nhiêu cô gái phương tâm. Tiêu Vũ nhìn lướt qua Tiêu Viêm nói: "Chúc mừng Tam ca." "Chúc mừng ta cái gì?" Tiêu Viêm trong ánh mắt né qua một tia không rõ. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười cười nói: "Đương nhiên là chúc mừng Tam ca thiên phú trở về a, à, mấy tháng không gặp, Tam ca đã ngủ đoạn đấu khí." Nghe được Tiêu Vũ, Tiêu Viêm bàn tay bỗng nhiên căng thẳng, trong con người bỏ qua một vẻ bối rối lúc này dược lão dùng tiêu vũ không nghe được thanh âm của ở tiêu viêm bên tai nói rằng yên tâm đi sẽ không có bất luận người nào biết sự tồn tại của ta ngươi chỉ cần nói mình đấu khí không hề trôi qua đã ở từng bước khôi phục thực lực là được tiêu viêm cũng là rất nhanh sẽ bình tĩnh lại cười nhạt nói ừ quả nhiên không gạt được ngươi thực lực của ta xác thực đang từng bước khôi phục dựa vào tiêu vũ linh hồn năng lực nhận biết Hắn tự nhiên cảm nhận được vừa trong nháy mắt tiêu viêm căng thẳng tâm tình, hắn rõ ràng tiêu viêm đang sốt sáng bí mật của chính mình sẽ bị người phát hiện, thế nhưng hắn không có đâm thủng mà thôi, tiêu vũ biết dược lão tồn tại, chỉ là dược lão không biết mà thôi. Tiểu tử, ta ở ngươi vị này đệ đệ trên người thăm dò đến một luồng hơi thở quen thuộc, thế nhưng là không biết là cái gì, thực sự là kỳ quái. Dược lão bỗng nhiên ở tiêu viêm bên tai nói rằng Tức giận cái gì tức? tiêu viêm cùng dược lão dùng linh hồn trao đổi dược lão lắc đầu nói không biết thế nhưng rất quen thuộc nếu để cho tiêu vũ nghe được dược lão lời nói này tự nhiên là biết dược lão nói chính là cốt linh lãnh hỏa này dị hỏa tùy tùng dược lão nhiều năm để hắn thăm dò đến một tia khí tức cũng bình thường có điều ở hệ thống nhiễu dưới muốn thăm dò đến là vật gì là tuyệt đối không thể nào hai người một bên tán gẫu vừa đi rất nhanh liền tới đến đấu kỹ đường vừa vào đấu kỹ đường, tiêu vũ liền thấy được rất nhiều gia tộc thiếu niên các thiếu nữ ở trên sân huấn luyện huấn luyện. Tiêu viêm cùng tiêu vũ đánh một tiếng bắt chuyện sau liền đi hướng về phía gửi gia tộc đấu kỹ địa phương, mà tiêu vũ nhưng là rất hứng thú hướng về sân huấn luyện đi đến, bởi vì hắn thấy được một người quen thuộc. Ra tay cấp tốc một ít. Sức mạnh lớn một ít. Ngươi là không có ăn cơm không? Trở lại. Giữa trường cùng tộc nhân chính đang tỉ thí chính là tiêu ninh, tựa hồ chính đang chỉ đạo cùng hắn tỷ thí tên thiếu niên kia, từng chiêu từng thức mang theo ác liệt đấu khí ở đối diện thiếu niên trên mặt lưu lại một đạo đạo dấu vết, rất nhanh người kia liền sưng mặt sưng mũi lên. Kết thúc chiến đấu đi. Tiêu ninh bỗng nhiên hét một tiếng, chân trái đạp xuống, hữu quyền trong nháy mắt xúc lực đập ra, kinh khí bắn ra, thiếu niên kia né tránh không kịp ở giữa một quyền. Oanh! Một bóng người xẹt qua, thiếu niên bị đánh lui mấy mét ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên một chiêu này cũng không hơn gì. Thiếu niên chậm chậm đứng dậy ông quyền nói. Tiêu ninh biểu ca lợi hại, ta đúng là không kịp. Tiêu ninh cười ha ha nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, này tu tập đấu kỹ cũng là cần khắc khổ tu luyện, hơn nữa ta thiên phú không tệ, lúc này mới hơi thắng các ngươi một bậc, chỉ muốn các ngươi cố gắng tu luyện, một ngày nào đó cũng có thể trở nên giống như ta cường. Không tệ lắm, một tám đoạn đấu khí bắt nạt một sáu đoạn đấu khí, người cũng không cảm thấy ngại nói. Tiêu Vũ cười híp mắt giễu cật nói, ai, ai ở nơi đó ăn nói ngông cuồng? Tiêu Ninh nghe vậy nhất thời sầm mặt lại quát lên, mọi người tách ra một cái lối nhỏ, Tiêu Vũ bước chậm từ trong đi ra, ta nói, làm sao vậy? Vừa nhìn thấy là Tiêu Vũ, Tiêu Ninh ngữ khí nói lắp lên, là, là ngươi a, à, ta, ta đây là chỉ đạo bọn họ học tập đấu kỹ. Đây là cần thiết thực chiến giao lưu, có vấn đề gì không? Đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta cũng không có cái gì học tập đấu kỹ, không bằng ngươi cũng chỉ đạo chỉ đạo ta chứ, coi như là thực chiến giao lưu, thế nào? Tiêu Vũ lộ ra một tia không có ý tốt nụ cười nói. Tiêu Ninh nhìn thấy Tiêu Vũ miệng kia giác nụ cười, cả người run lên một cái nói. Ta không muốn, ngươi đây không phải bắt nạt người sao? Ta mới bất hòa ngươi đánh. Vậy hắn đây. Tiêu Vũ chỉ chỉ tên kia kêu không được tên thiếu niên hỏi. Hắn là tự nguyện. Tiêu Ninh vội vàng nói rằng. Thiếu niên kia nhìn thấy Tiêu Vũ ánh mắt nhìn mình, cũng là mau mau gật đầu một cái nói. Ta, ta là tự nguyện để Tiêu Ninh biểu ca chỉ đạo ta tu luyện đấu kỹ. Tiêu Vũ nhìn thấy khổ chủ chính mình cũng không thèm để ý, cũng là tùy ý nhún vai một cái nói. Vậy cũng tốt. Lập tức liền hướng về Tiêu Viêm vị trí đi đến nhìn tiêu vũ rời đi, tiêu ninh lúc này mới lỏng ra một ngụm lớn khí, trong mắt mang theo một tia sống sót sau tai nạn vui mừng, trực tiếp rời đi đấu kỹ đường. Tiêu vũ đi tới tiêu viêm bên người ngồi xuống, nhìn tiêu viêm trong tay cầm hoàng giai cấp thấp đấu kỹ. Đá vụn trưởng, hắn nhẹ giọng cười nói. Ngươi xem trên những này rác thải. Rác thải. Tiêu viêm khóe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn a? À? tiêu gia tốt nhất chính là phụ thân tu luyện huyền giai trung cấp, cùng sư nộ cương, ngươi cũng tu tập không được a. À. Tiêu vũ biểu môi nói. Điều này cũng đúng. Sau đó liền đứng dậy ở đấu kỹ đường bên trong tùy ý bắt đầu đi dạo. Bỗng nhiên, trong góc một màu vàng sầm quyển sách hấp dẫn tiêu vũ sự chú ý, hắn hướng về góc chậm rãi bước đi, đem này màu vàng sầm quyển sách từ góc cao nhất trên giá lấy xuống. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Phong ma cửu chỉ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Này màu vàng sậm quyển sách trên hiện đầy tro bụi, tựa hồ là rất lâu không có ai động tới, cho nên mới sinh nhiều như vậy tro bụi. Tiêu vũ nhẹ nhàng thổi một hơi, đem quyển sách trên cho bụi thổi tan, quyển sách trên bốn chữ lớn mới hiển lộ mi mắt. Phong ma cửu chỉ Triển khai quyển sách, mặt trên liền giới thiệu. Phong ma cửu chỉ huyền giai cao cấp đấu kỹ, hội tụ đấu khí thành chỉ, ác liệt cực kỳ, luyện tới đại thành có thể chỉ tay định càng khôn, quy lực có thể so với địa giai cấp thấp. Tiêu vũ đồng tử, con ngươi co trục lại, này lại còn là huyền giai cao cấp đấu kỹ, mãnh liệt như vậy đấu kỹ làm sao sẽ không có ai nắm đây. Xuống chút nữa nhìn lại, chỉ thấy mặt trên viết. Này đấu kỹ ở trong chứa hai cuốn, quyển hạ đã thất lạc, nếu là chỉ tu tập quyển thượng liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thận trọng tu tập. Nhìn thấy này, tiêu vũ không khỏi sắc mặt tối sầm lại, khá lắm, làm nửa ngày là không thể tu tập a, à, không trách không có ai tu luyện, quả thực chính là một phế vật. Tiêu vũ thở dài một hơi đang chuẩn bị thả xuống phong ma cửu chỉ lúc, đầu óc truyền tới máy móc thanh để tiêu vũ thả xuống quyển sách động tác không khỏi hơi chậm lại. Đo lường đến ký chủ có tàn quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ một bộ, có thể chọn chọn khôi phục, xin mời ký chủ lựa chọn có hay không chữa trị tiêu vũ đầu tiên là sững sờ sau đó sắc mặt mừng như điên hắn cũng không có nghĩ đến hệ thống lại vẫn có thể chữa trị tàn quyển đấu kỹ liền hắn chận lại nói chữa trị ta lựa chọn chữa trị vừa dứt lời một đạo ánh sáng nhạt né qua tiêu vũ trong tay phong ma cửu chỉ tàn quyển quyển sách trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi lập tức đầu hơi đau xót đại lượng thông tin thông điệp trào vào tiêu vũ trong đầu để đầu của hắn có chút nở căng rất nhanh Tiêu Vũ liền tiếp nhận rồi nguồn tin tức này, sau đó kiểm tra lên phong ma cửu chỉ nội dung. Trong này nội dung cùng vừa Tiêu Vũ trong tay cầm quyển sách bên trong nội dung cách biệt rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều nội dung, có thể nói quyển thường chỉ chiếm phong ma cửu chỉ chỉ là 3 phần 10, mà còn có 7 phần 10 trọng yếu nội dung đều ẩn chứa tại hạ cuốn ở trong, cái này cũng là tại sao chỉ tu luyện quyển thường sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Phong ma cửu chỉ cùng tiêu viêm tu luyện bát cực băng có so sánh, chỉ là không biết cái nào càng mạnh hơn, phong ma cửu chỉ lấy vạch trần diện, thuộc về chân chính sát chiêu, như chỉ là hội tụ một điểm đấu khí cũng còn tốt, nhưng nếu là lấy toàn thân đấu khí hội tụ với một điểm, lực sát thương nâng lên không phải là một chút. Tiêu vũ hài lòng cười cợt, sau đó nhìn thấy tiêu viêm cầm một cái quyển trục chuẩn bị rời đi, tiêu vũ cũng rời đi đấu kỹ đường. Hai người tách ra sau, tiêu vũ liền bắt đầu tu luyện lên phong ma cửu chỉ, hắn biết tiêu viêm sau đó phải tu tập bát cực băng, khoảng thời gian này không có gì đại sự chỉ cần đợi được thành niên nghi thức sau khi đến tiêu vũ mới coi như chính thức bước vào đấu phá phó bản vì lẽ đó hắn muốn thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng tu luyện sau đó đi bên ngoài lang bạc sáng sớm phía sau núi một chỗ bãi đá nơi này tất cả đều là cứng rắn thép tinh nham đáng nhắc tới chính là thép tinh nham độ cứng đủ để cùng thất tinh đấu giả toàn lực phòng ngự thực lực cùng sánh vai oanh một tiếng vang thật lớn tiêu vũ ngón tay chỗ, một khối thép tinh nham vỡ thành vô số khối, tiêu vũ có chút bất mãn ý lắc đầu rù rì nói. Còn chưa đủ. Chỉ có chờ đến chỉ tay đem đá tảng vỡ thành bột phấn, như vậy mới coi là có chút lực sát thương, chỉ là biến thành đá vụn vẫn không được a. À. Này nếu như bị những người khác biết tiêu vũ chỉ tay có thể phá tan thất tinh đấu giả toàn lực phòng ngự còn không thỏa mãn, bọn họ thật sự sẽ bị tức chết. Một tháng này tới nay, tiêu vũ trải qua phong phú mà bận rộn, một bên tu tập hỗn độn tu nguyên pháp, một bên học tập luyện đan, buổi sáng tu tập phong ma cửu chỉ, buổi chiều tu tập nguyệt trục, sau đó còn có thể nhín chút thời gian đến tiếp một theo huân nhi. Hiện tại tiêu vũ thực lực cũng đã đột phá đến tam tinh đấu giả, phong ma cửu chỉ cùng nguyệt trục cũng tu luyện đến nhập môn cảnh giới, trong bãi đá đầy đất đá vụn, đều là tiêu vũ tu luyện phong ma cửu chỉ tạo thành. Chế thuốc thực lực cũng là hoàn toàn vững chắc ở nhị phẩm luyện dược sư cảnh giới dọn dẹp một chút sau khi tiêu vũ lúc này mới chậm rì rì hướng về bên dưới ngọn núi đi đến vừa trở lại tiêu gia liền gặp huân nhi huân nhi khinh nghiêng đầu đẹp để hỏi tiêu vũ ca ca ngày hôm nay có muốn hay không theo ta đi ra ngoài đi dạo một vòng a tốt chờ ta hoán thân quần áo đi tiêu vũ cười cười nói huân nhi hài lòng híp mắt lại trăng lưỡi liềm ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng chờ tiêu vũ rửa mặt xong kéo tiêu vũ tay đi ra ngoài trước đại môn tiêu vũ thấy được phụ thân còn có gia tộc ba vị trường đều ở nơi này bên người còn đứng bọn họ dòng dõi kia trẻ tuổi võ giả tiêu ninh cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nhìn thấy tiêu vũ một sát na kia tiêu ninh rụt đầu một cái bị tiêu vũ dạy dỗ rất nhiều lần hiện tại hắn cũng không phải khi này cái chim đầu đàn ai yêu làm ai làm đi huân nhi nhỏ giọng ở tiêu vũ bên tai hỏi tiêu vũ ca ca đây là đối với tiêu ninh làm cái gì hắn hình như rất sợ ngươi tiêu vũ nhìn lướt qua tiêu ninh sau khi cười nhạt nói ai biết được khả năng chính là không dám tới chọc ta đi này đều tụ ở đây làm gì đi phòng đấu giá mễ đặc nhĩ sao huân nhi lật ra một cái liếc mắt nói tiêu vũ ca ca trước đây đầu óc cũng không gặp linh như vậy quan a chỉ nghe huân nhi tiếp tục nói nghe nói phòng đấu giá mễ đặc nhĩ lấy được một nhị phẩm linh dược gọi tuyết ngọc linh dịch tự hồ rất tốt ngày hôm nay ba gia tộc lớn đều muốn đập đến tuyết ngọc linh dịch tiêu vũ sắc mặt hơi chậm lại sau đó chỉ được âm thầm cười khổ bất quá hắn cũng không có nói cái gì dù sao lần này gia tộc bán đấu giá tuyết ngọc linh dịch khẳng định không phải là vì mình và tiêu viêm chính mình không cần tiêu viêm ở trong mắt mọi người vẫn là một chất thải tự nhiên cũng bài trừ ở bên ngoài nhìn ba vị trưởng lão mặt đỏ lừ lừ dáng vẻ nhất định là vì ba vị trưởng lão chi mạch đi đập vì lẽ đó như vậy tiền tiêu vũ không kiếm lời bạch không kiếm lời. Nhìn chung quanh một vòng, tiêu vũ cũng không có nhìn thấy tiêu viêm, nghĩ đến hẳn là ở trong phòng tu luyện, cũng không có suy nghĩ nhiều, ở đại trưởng lão một đạo tiếng hô dưới, mọi người mênh mông cùng cùng xuất phát. Mà lúc này mễ đặt nhĩ sàn đấu giá phòng khách, nhìn đón một ngu dốt ở dưới hát bao người bí ẩn, vừa ra tay chính là nhị phẩm đang dược, có tiêu vũ dẫm vào vết xe đổ, chuyện này rất nhanh sẽ đã kinh động nhã phi cùng cốc ni. Nhã Phi có chút kỳ quái hỏi. Gần nhất là thế nào, nho nhỏ một ô thản thành làm sao đến rồi nhiều như vậy thần bí luyện dược sư, hiện tại luyện dược sư cũng là nát phố lớn tồn tại sao? Cốc Ni cũng là cười khổ lắc đầu nói. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, xem trước một chút hắn xuất thủ đang dược làm sao đi. Nhã Phi khẽ vuốt cầm, hai người nhanh chóng hướng về đại sảnh giám bảo thất bước đi. Vừa vào giám bảo thất, Nhã Phi liền thấy được một bao phủ ở áo bào đen bên trong người bí ẩn, trên mặt cũng là cấp tóc treo lên nghề nghiệp giống như nụ cười nhiệt tình mà không mất đi lễ nghi. Tên kia dám bảo sư hướng về người bí ẩn giới thiệu. Vị này chính là chúng ta phòng đấu giá mễ đặc nhị thủ tịch người bán đấu giá cũng là chúng ta sàn đấu giá người phụ trách, Nhã Phi Tiểu Thư. Vị này chính là chúng ta phòng đấu giá mễ đặc nhị thủ tịch luyện dược sư, nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni Đại Sư. Cốc Ni sắc mặt mang theo kính sắc hỏi. Tiên sinh, chính là ngài muốn bán đấu giá nhị phẩm đang dược sao? Từng. Dưới hát bào truyền đến một đạo cao lạnh mà thanh âm già nua. Cốc Ni cùng Nhã Phi nhìn nhau một chút, xem ra trước mắt người luyện dược sư này không có trước tên kia ôn hòa, có vẻ cao ngạo rất. Rất hiển nhiên, này trên người mặt hát bào người bí ẩn chính là tiêu viêm cùng dược lão hai người, mà dược lão là một người cường giả đấu tôn, tên gọi dược tôn giả được khen là đại lục đệ nhất luyện dược sư, tự nhiên là rất có ngạo khí. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Tức học máu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiêu viêm từ trong lòng ngực lấy ra một màu trắng bình ngọc đưa cho Cốc Ni, Cốc Ni đem nhận lấy, mở ra bình thuốc bắt đầu giám định lên, chỉ chốc lát sau, Cốc Ni ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, đúng là nhị phẩm đang dược, tiên sinh nói, không giả. Nhã Phi cũng là Trịnh Trọng nhìn về phía Tiêu Viên. Lão Tiên Sinh có thể vì chúng ta giới thiệu một chút cái này đang dược tác dụng sao? Dưới hát bào như cũ là dược lão thanh âm của truyền đến. Vật ấy tên là Trúc Cơ Linh Dịch, có thể để cho đấu giả một hồi người tu luyện tăng thêm tốc độ tu luyện, như vậy hiệu quả tuyệt đối không thể so các ngươi tuyên truyền Tuyết Ngọc Linh Dịch kém. Nhã Phi vẻ mặt biến đổi, không cần giới thiệu nàng cũng biết Trúc Cơ Linh Dịch quý giá tăng thêm tốc độ tu luyện như vậy đang dược nàng vẫn không có từng thấy, mặc dù chỉ là đấu giả trở xuống. Cái kia, lão tiên sinh là hy vọng bán đấu giá chai này trúc cơ linh dịch sao? Nhã Phi hỏi. Không sai, có điều không phải này một bình. Tiêu viêm vẫy tay một cái, trong nháy mắt 10 bình đồng dạng trúc cơ linh dịch xuất hiện tại trước mặt chúng nhân, Nhã Phi cười nói. Lão tiên sinh yên tâm, vừa vặn lập tức sẽ có một cuộc bán đấu giá. Chúng ta lập tức sắp xếp cho ngài bán đấu giá, lão tiên sinh mời tới bên này. Từng. Tiêu viêm khẽ vuốt cầm, thì nữ bên người ở Nhã Phi gợi ý dưới dẫn dắt tiêu viêm hướng đi sàn bán đấu giá. Nhìn thấy tiêu viêm rời đi, Nhã Phi lúc này mới nhìn về phía Cốc Ni hỏi. Cốc Ni thúc thúc, hắn đúng là nhị phẩm luyện dược sư sao? Cốc Ni khẽ gật đầu nói. Sẽ không sai, như vậy linh hồn năng lực nhận biết tuyệt đối so với ta chỉ cường không thấp. Hơn nữa này trúc cơ linh dịch ta luyện chế không ra, chỉ là không biết khoảng thời gian này ô thản thành khi nào thêm ra tới đây sau nhiều nhị phẩm luyện dược sư. Nhã Phi không có quá nhiều xoắn suýt, nàng lập tức còn muốn đi sàn đấu giá chủ trì đại cục, chạm đích liền hướng về phía sau đi đến. Lúc này tiêu vũ đoàn người cũng tới đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, mới vừa gia nhập buổi đấu giá, tiêu vũ liền cảm nhận được từng trận ồn ào tiếng ồn ào truyền đến, cái này sàn đấu giá rất lớn, đủ để chứa đựng hơn ngàn người, ba gia tộc lớn tộc trưởng đều ngồi ở hàng thứ nhất, tiêu vũ lôi kéo huân nhiên ngồi ở hàng thứ hai. Vừa ngồi xuống tiêu vũ một chút liền thấy được cái kia đứng vị trí trung ương, thân mang màu đỏ rực sườn xám nhã phi, xinh đẹp khí chất cùng khống chế toàn trường khí thế khiến người ta rất khó không chú ý đến nàng. Ở đây đại đa số nam nhân nhìn về phía Nhã Phi cũng là gương mặt quý mến cùng hừng hực, dù sao ngoại trừ mễ đặc nhĩ thủ tịch người bán đấu giá cái này mánh lới ở ngoài, nữ nhân này vẫn là một hoa hồng có gai ngồi ở tiêu vũ bên cạnh huân nhi hơi một vểnh lên miệng nhỏ duỗi ra tay nhỏ ở tiêu vũ bên hông nhẹ nhàng sờ một cái tiêu vũ trong nháy mắt quay đầu lại liền thấy được huân nhi hơi hơi ánh mắt u oán đẹp mắt không đây chính là đưa mạng đề tiêu vũ cười nhạt nói đẹp hơn nữa cũng không có huân nhi đẹp đẽ a à, ta chỉ là đang suy nghĩ ngoại trừ tuyết ngọc linh dịch ngày hôm nay còn có cái gì thứ tốt có thể làm cho ba gia tộc lớn tộc trưởng tụ hội ở đây đây Huân Nhi mảnh khảnh ngón tay cuốn lên một tia tóc dài, lười biến nói. Tự hồ là có một cuốn huyền giai cao cấp công pháp xuất hiện tại sàn đấu giá. Tiêu Vũ nhất thời hiểu rõ gật đầu nói. Thì ra là như vậy, huyền giai cao cấp công pháp có thể so với tuyết ngọc linh dịch muốn đáng giá nhiều lắm. Tiêu Vũ nhìn quanh một hồi gia liệt tất cùng áo ba mạc hai vị tộc trưởng, áo ba mạc đúng là một mặt ung dung, Gia liệt tất vẻ mặt cảnh giác liếc mắt nhìn tiêu chiến sau khi ánh mắt lộ ra một tia nhất định muốn lấy được. Tiêu vũ bỗng nhiên vang lên một tháng trước ở phòng đấu giá mễ đặc nhĩ gặp được gia liệt tất, tự hồ mua không ít dược liệu, nhìn dáng dấp vào lúc ấy hắn hãy thu đến một ít phong thanh, lợi dụng những dược liệu này e sợ bán đi không ít tiền. Đang nghĩ ngợi, một đạo tê dại xinh đẹp thanh âm của vang lên, toàn bộ sàn đấu giá trực tiếp yên tĩnh lại, tiêu vũ biết, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Phía trước đều là một ít đồ chơi nhỏ, ba gia tộc lớn đều là trực tiếp bỏ qua, Tiêu Vũ không hứng lắm đánh giá chu vi, bỗng nhiên, hắn ở trong góc phát hiện một tên thân mang hát bao người bí ẩn, nhất thời trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Tiêu Viên. Các vị, tiếp đó, sàn đấu giá tiến vào màn kịch quan trọng, nói vậy đại gia cũng nghe nói một ít, hiện tại liền để chúng ta nhìn một chút nó bộ mặt thật. Nhã phi cười tủm tỉm đem một người hầu trong tay ngọc bàn bên trên tiểu bạch bình ngọc cầm lên. Tiêu Vũ quay đầu nhìn lại, đúng là hắn tuyết ngọc linh dịch, đây chính là quan hồ hắn món tiền nhỏ tiền có thể có bao nhiêu đây. Trong tay ta bạch trong bình chính là nhị phẩm đang dược, tên là Tuyết Ngọc Linh Dịch. Nhã phi âm thanh hạ xuống, trận dưới thanh âm của trở nên hơi ầm ỉ lên, nhị phẩm đang dược đối với bọn hắn tới nói cũng là rất có sức hấp dẫn, bất quá bọn hắn liếc mắt nhìn ngồi ở phía trước nhất ba gia tộc lớn đều là khẽ lắc đầu, tâm tư cũng đều để xuống chỉ nghe nhã phi cái kia tê dại kiều chán thanh âm của lại vang lên tuyết ngọc linh dịch có thể cấp tốc khôi phục đấu giả trong cơ thể đấu khí hơn nữa là không nhìn đấu giả cảnh giới chỉ cần là đấu sư trở xuống cảnh giới cũng có thể nhã phi tiểu thư tuyết ngọc linh dịch thật sự có thần kỳ như thế sao lẽ nào nó sẽ sản sinh rất lớn tác dụng phụ sao trong đó hay là có người thấy được vấn đề chỗ ở nhã phi cũng là khẽ cười nói cái này tự nhiên đừng lo trải qua chúng ta buổi đấu giá cốc ni đại sư giám định thuốc này vật ôn hòa khôi phục tác dụng phụ có thể bỏ qua không tính vì lẽ đó tự nhiên không thể cùng những kia lấy sau đó tu dưỡng mấy tháng đang dược muốn so sánh với mọi người nghe được là cốc ni đại sư tự mình giám định cũng đều dồn dập yên lòng nhị phẩm luyện dược sư thực lực bọn họ vẫn còn tin được trong góc tiêu viêm cùng dược lão trao đổi tiêu viêm thở dài nói luyện dược sư không hổ là đại lục được hoan nghênh nhất nghề nghiệp dược lão cười ha hả nói đó là tự nhiên không phải vậy luyện dược sư ngưỡng cửa cũng sẽ không cao như thế tiêu viêm là tràn đầy lĩnh hội gật gật đầu lúc này dược lão bỗng nhiên nói rằng ngươi sau đó đập xuống một bình tuyết ngọc linh dịch tiêu viêm rất thông minh lão sư là chuẩn bị trở lại nghiên cứu một chút dược lão tự kêu nói nghiên cứu cũng không phải tất có điều hay là ta có thể thay đổi một hồi, cho người dùng cũng là có thể. Tiêu viêm thoáng sửng sốt, sau đó trong lòng có chút cảm động. Tuyết Ngọc Linh dịch cất bước giá cả định vị, Sáu ngàn kim tệ, xin mời các vị giá khởi điểm đi. Nhã Phi lại cười nói, ánh mắt lướt nhanh một chút ngồi ở phía trước nhất tam đại tộc trưởng trên người. Vừa muốn thu hồi nhãn thần Nhã Phi bỗng nhiên động tử, con người co rụt lại, bởi vì nàng thấy được tiêu vũ trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Có điều Nhã Phi lập tức lại bị ra giá thanh thức tỉnh, 7 ngàn, 8 ngàn, 10 ngàn. Trong sân một ít tán tu nhìn ba gia tộc lớn không có lên tiếng, liền gọi lên giá cả muốn kiếm cái lậu, giá cả đã ở không ngừng cất cao. Rất nhanh, trong sân thanh âm của bớt đi, giá cả cũng tới đến 13 ngàn độ cao. Nguyên bản nhắm hai mắt gia liệt tất mở hai mắt ra nói. không một bên áo ba mặt nhìn thấy Gia Liệt tất ra trận, cũng là kêu lên. Một vạn sáu. Gia Liệt tất sắc mặt tối sầm nói. Ngươi cũng tới tham gia trò vui. Làm sao ngươi cũng cần đồ chơi này? Ngươi đều có thể mua ta thì không thể mua. Áo ba mặt âm tiếu nói rằng. Hừ. Gia Liệt tất hừ lạnh một câu, vứt quá mặt không nhìn hắn nữa, quát lạnh. Hai mươi ngàn. Hai mươi ngàn một. 20 ,002. hai. người dường như chó giữ cướp thực giống như đem giá cả mang lên ba vạn giá cao. Một bên tiêu chiến đúng là cực kỳ bình tĩnh, mí mắt nhẹ dương nhất thầm nói hai cái ngu xuẩn, lúc này mới một bình, lẽ nào mặt sau còn có thể đã không có. Ba vạn ngủ. Gia liệt tất mắt đỏ gầm lên một tiếng nói. Áo ba mặt nhúng vai một cái tiếu a a nói. Nếu như vậy, vậy thì đưa cho gia liệt tất tộc trường. Gia liệt tất mặt tối sầm lại nhìn về phía Nhã Phi nói. Nhã Phi tiểu thư còn không quyết định sao? Nhã Phi trong mắt lóe ra một tia hàng quan, nhưng không có nói cái gì, biết là gia liệt tất bị thiệt thòi, liền không có tính toán. Trong tay tiểu chu y nhẹ nhàng rung một cái, lần này tuyết ngọc linh dịch từ gia liệt tất tộc trưởng lấy ba vạn ngũ đập đến. Có điều Nhã Phi cũng không phải một thua thiệt chúa, lập tức an bài người hầu đem nguyên bản chuẩn bị mười bình tuyết ngọc linh dịch toàn bộ cầm tới dưới đài gia liệt tất suýt chút nữa không có khí ra máu, thế nhưng cũng không dám ở mễ đặc nhĩ gây sự, chỉ có thể đem này khổ chính mình nuốt xuống. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Người đánh không lại hắn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Buổi đấu giá bình thường tiến hành, ở gia liệt tất tức giận trong ánh mắt, còn dư lại tuyết ngọc linh dịch lấy 20.000 giá cả phân biệt bị áo ba mạc, tiêu chiến, tiêu viêm hóa trang người bí ẩn, còn có vài tên tán tu đập đến. Đập xong tuyết ngọc linh dịch nhã phi lúc này tuyên bố bán đấu giá trúc cơ linh dịch, nghe thấy cái thời điểm, tiêu vũ bỗng nhiên hơi nheo mắt lại, quả nhiên là tiêu viêm. Trúc cơ linh dịch cùng thuộc về với nhị phẩm đang dược, cùng tuyết ngọc linh dịch chỉ là hiệu quả không giống, lần này gia liệt tất đúng là không có phạm hồ đồ, tổng cộng 10 bình trúc cơ linh dịch, ba gia tộc lớn tổng cộng chia làm đi 6 bình, rất nhanh, buổi đấu giá nên đón cao, triều lần này bán đấu giá then chốt ai tắm, huyền giai cao cấp công pháp. Phong quyển quyết. Nhã phi thanh âm của xuyên thấu sàn đấu giá, làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại. Tiêu vũ đối với những này còn có chút ấn tượng, đơn giản không ở nơi này ngây ngô, lặng lẽ ở Huân Nhi bên tai hỏi. Lén lúc mang người đi ra ngoài. Huân Nhi trong ánh mắt né qua vẻ mong đợi, thấp giọng đáp. Tốt. Hai người trực tiếp đứng dậy, thừa dịp tiêu chiến không có chú ý liền trực tiếp hướng về sàn đấu giá ở ngoài chạy đi, mà trên đài nhã phi nhìn thấy tiêu vũ bóng lưng nhất thời chấn động, là hắn, nhất định là hắn, hắn là người nhà họ tiêu. Nhã phi trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng hiện tại hiển nhiên đuổi tới có chút không hiện thực, cũng chỉ có thể yên tâm tư. Chạy đến tiêu vũ mang theo Huân Nhi ở ô thản thành hài lòng đi dạo, rộng rã một buổi trưa, Huân Nhi nụ cười trên mặt sẽ không có từng đứt đoạn. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Tiêu viêm lấy được trúc cơ linh dịch bán đấu giá đoạt được kim tệ sau liền rời đi phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, trừ đi mua tuyết ngọc linh dịch 20.000 kim tệ, hắn tổng cộng lấy được 200.000 kim tệ, đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới thành niên nghi thức. Sau thời gian mấy tháng, tiêu viêm đang cố gắng khổ tu, tiêu vũ nhưng là một bên tăng cao thực lực, một bên tu luyện đấu kỹ, hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự. Ngày kia, chính là gia tộc thành niên nghi thức lúc sau, tiêu vũ xếp bằng ở trên giường, chậm rãi tu luyện công pháp, cho tới bây giờ hắn đã lần thứ hai trở lại đến tứ tinh đấu giả thực lực. Mấy tháng này phòng đấu giá mễ đặc nhĩ cũng đem chính mình tuyết ngọc linh dịch toàn bộ bán đấu giá xong, ngày mai nên là đi lấy kim tệ, có kim tệ, việc tu luyện của chính mình nên có thể tiến một bước tăng nhanh. Tiêu vũ tu luyện xong sau khi nghỉ. Ngày mai, sáng sớm. Tiêu vũ sáng sớm liền trước khi ra cửa hướng về phòng đấu giá mễ đặc nhĩ đi tới. Nhã Phi mấy tháng nay vẫn chú ý Tiêu Vũ có hay không tới sàn đấu giá, làm cho nàng thất vọng là Tiêu Vũ mấy tháng này đều không có đến, vì lẽ đó ngày hôm nay Tiêu Vũ tới thời điểm, Nhã Phi cái thứ nhất lấy được tin tức. Người rốt cuộc đã tới. Nhã Phi nhìn Tiêu Vũ nói rằng, có một số việc làm trễ nải, cho nên mới chưa có tới. Tiêu Vũ cười cười nói. Nhã Phi đột nhiên hỏi. Có thật không? Ngươi là người của Tiêu Gia, đúng không? tiêu vũ nhất thời có chút không biết làm sao đang nghĩ ngợi giải thích thế nào thời điểm nhã phi lại nói kỳ thực lần trước buổi đấu giá ta liền nhận ra tiêu vũ sững sờ sau đó cười khổ nói ngươi cũng thật là lợi hại sau đó liền trực tiếp đem mặt nạ cầm hạ xuống nhìn thấy tiêu vũ mạo lúc nhã phi hô hấp hơi chậm lại trái tim nhỏ rầm rầm nhảy thầm nói thật đẹp trai a à? ngươi làm sao vậy tiêu vũ hỏi không không có gì nhã phi lắc đầu nói ngươi là tiêu vũ tiêu vũ cười nhạt nói ngươi cũng nhận thức ta nhã phi nhẹ giọng cười nói ô thản thành hẳn là không người không quen biết hai anh em ngươi chứ hai cái thiên tài sau đó lại thật giống nghĩ tới điều gì giống như vậy vội vã bưng kín miệng nhỏ tiêu vũ cũng không phải lưu ý ta biết có điều hay là ngày mai tiêu gia thật sự sẽ có hai cái thiên tài nha Nhã Phi mau mau gật đầu, ngày hôm nay ngươi tới là nắm kim tệ sao? Tiêu Vũ gật đầu một cái nói. Không sai. Nhã Phi từ trong lòng ngực lấy ra một tờ thẻ màu vàng, đây là một bách 900 ngàn kim tệ, cầm cẩn thận nha. Tiêu Vũ tiếp nhận còn có nữ tử nhiệt độ cạc, thẻ, hơi kinh ngạc nói. Nhiều như vậy. Nhị phẩm đang dược giá cả tự nhiên là cao hơn một điểm, có điều nhất phẩm đang dược huyền linh đang cốc ni đại sư đã đem mua lại, quên đi giá cao nhất 10 vạn kim tệ. Nhã Phi nói. Có phải là cho có thêm? Tiêu Vũ hỏi. Nhã Phi lắc đầu nói. Cốc ni thuốc thuốc rất có tiền, hơn nửa viên thuốc này đối với hắn mà nói có rất cao giá trị nghiên cứu, 10 vạn kim tệ tuyệt đối không cao. Được rồi. Tiêu Vũ tự nhiên cũng không có xoắn suýt nhiều như vậy, có điều cũng đúng là kiến thức luyện dược sư đích xác rất có tiền. Rời đi phòng đấu giá mễ đặc nhĩ sau khi, Tiêu Vũ liền chuẩn bị đi phố chợ mua một ít dược liệu trở về chế thuốc, hơn nữa hắn chuẩn bị luyện chế nhiều một ít đan dược, quay đầu lại cũng đi Ma thú sơn mạch sông vào một lần, tiện đường đi xem hắn một chút trong lòng Bạch Nguyệt Quang, vân vân. Tiêu Vũ là Lesper, thế nhưng tác giả không phải. Trên người có lượng lớn kim tệ, Tiêu Vũ ở trong phố chợ mở ra mua 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 hình thức, vậy thì không thể không nhắc tới nhã phi đưa cái viên này thanh giới, không gian chứa đồ rất lớn ở đầy đủ mua 500.000 kim tệ dược liệu sau khi, tiêu vũ lúc này mới chuẩn bị rời đi phố chợ. Vừa muốn ra cửa lớn thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu. Đứng lại, ngươi tiểu hỗn đảng. Người chưa tới mà thanh tới trước, tiêu vũ vừa nghe thanh âm này có chút quen thuộc a, à, còn không có nhớ lại đây, bỗng nhiên bóng người loáng một cái, trực tiếp tránh thoát một con muốn tóm chặt lỗ tai hắn tay ngọc. Nam nhân bà. Ngươi tại sao trở lại? Tiêu Vũ bật thốt lên, mới vừa nói xong cũng có chút hối hận. Quả nhiên, Tiêu Ngọc một mặt tức giận quát. Ngươi còn dám gọi ta nam nhân bà. Nhìn ta không giáo huấn một chút ngươi. Nói, rồi trong tay quét ngang mà đến, nhưng là bây giờ Tiêu Ngọc sao có thể đánh thắng được hắn, dù sao cũng mới tam tin đấu giả thực lực, đương nhiên, trước đây nàng cũng không có đánh thắng được Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thân hình khẽ động, Tiêu Ngọc trôi trong tay trực tiếp biến mất rồi mục tiêu. Tiêu Ngọc đều sợ ngay người, đây là cái gì thân pháp, hơn nữa thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Tiêu Vũ ở khoảng cách Tiêu Ngọc 3 mét nơi dừng lại, dùng tức chết người không đền mạng ngữ khí nói rằng: Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Bằng vào ta Thiên Phú, thực lực mạnh một điểm không phải phải sao? Tiêu Ngọc sắc mặt đỏ lên, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, Tiêu Vũ cùng Tiêu Viêm hai huynh đệ Thiên Phú công nhận Tiêu gia đệ nhất đệ nhị cũng không biết tốt như thế nào thiên phú đều chạy đi chủ mạch. Lần này trở về là nghỉ ngơi trở về nhìn đệ đệ ta, còn có A, lần này già nam học viện muốn tới ô thản thành chiêu sinh, ngươi cái này tiểu hỗn đảng có tới hay không? Tiêu Ngọc mở miệng hỏi. Tiêu Vũ có chút tùy ý nói. Xem tâm tình đi. Tiêu Ngọc lật ra một cái liếc mắt, nhưng là vừa không cách nào phản bác, ai biết tên yêu nghiệt này tiểu hỗn đảng là thế nào tu luyện, 15 tuổi cũng đã trở thành đấu giả, và Nam học viện ước gì để hắn vào học sân tu tập đây. Đương nhiên, Tiêu Ngọc bây giờ còn không biết Tiêu Vũ lúc này đã là tứ tinh đấu giả, nếu không, già Nam học viện sẽ phải điên cuồng, dù sao phải biết già Nam học viện những năm gần đây ép cấp học sinh mới cũng mới chỉ có tiểu yêu nữ một vị. Ngươi vẫn là trở lại dạy một dạy ngươi đệ đệ đi, cả ngày không cố gắng tu luyện, ngay ở gia tộc bắt nạt ngươi. Tiêu Vũ nói một câu liền trực tiếp tránh đi. Tiêu Ngọc có chút không tìm được manh mối ngã đệ bắt nạt tộc nhân tiêu ngọc cũng là hướng về tiêu gia bước đi mới vừa về đến nhà tiêu ngọc liền tới đến tiêu ninh gian phòng tiêu ninh vừa nhìn thấy tiêu ngọc liền nhạo tới oan ức gào khóc nói tỷ ngươi có thể trở về tiêu vũ hắn bắt nạt ta cái gì tiêu ngọc trong con ngươi thoáng hiện một chút tức giận tiêu vũ ngươi dám bắt nạt ngã đệ ngươi chờ ta đây liền đi giáo huấn hắn đi Tiêu Ngọc quay về Tiêu Ninh nói một câu liền chuẩn bị đi tìm Tiêu Vũ tính sổ, vậy mà Tiêu Ninh ông Tiêu Vũ đùi khóc trọng nói. Tỷ, đừng đi, ngươi khả năng đánh không lại hắn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Nhược Lâm đến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngươi đang ở đây nói cái gì? Tiêu Ngọc nhất thời sợ ngay người, nhìn Tiêu Ninh có chút bất khả tư nghị hỏi. Tiêu Ninh chỉ có thể vẽ mặt đau khổ đem lần trước gia tộc kiểm tra kết quả nói cho Tiêu Ngọc, thế nhưng Tiêu Ngọc vẫn còn có chút không tin, 15 tuổi trở thành tứ tinh đấu giả, cái tên này hiện tại so với ta thực lực cũng cao hơn. Tiêu Ngọc chỉ hơi trầm ngâm sau thầm nói, không được, tuy rằng xem cái này tiểu hỗn đảng có chút khó chịu, thế nhưng nếu như đây là thật, ta muốn mách lão sư một tiếng. Lập tức Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Ninh nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi cẩn thận tu luyện, Tiêu Vũ sẽ không bắt nạt ngươi, ta nhưng là nghe nói ngươi ở nhà tộc bắt nạt tộc nhân đúng hay không? Tiêu Ninh hự hự không dám nói lời nào, Tiêu Ngọc lường hắn một cái nói. Tiêu Vũ mới 15 tuổi cũng đã là tứ tinh đấu giả, ngươi lớn hơn hắn 2 tuổi bây giờ còn là 8 đoạn đấu khí, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận tu luyện, cũng là không cho đi. Tiêu Ninh sắc mặt một khổ. Đừng a tỷ, ta. Tiêu Ngọc ánh mắt trừng, Tiêu Ninh nhất thời không dám nói tiếp nữa ra ngoài phòng tiêu ngọc mau mau truyền tin về già dạ nam học viện lão sư nhược lâm đạo sư sau đó muốn đi tiêu vũ gian phòng tìm hắn hỏi một chút nhưng là đi tới nhưng không có tìm tới tiêu vũ chỉ được coi như thôi mà lúc này tiêu vũ chính đang phía sau núi rừng loạn thạch bên trong tu luyện đấu kỹ đây hắn cũng không có thời gian tại đây lãng phí ngày thứ hai vừa rạng sáng tiêu vũ liền lôi kéo huân nhi hướng về gia tộc sân huấn luyện đi đến hôm nay là gia tộc nghi thức trưởng thành dự đoán tháng ngày nguyên bản tiêu vũ phải không định đi thế nhưng hệ thống có nhiệm vụ vì lẽ đó tiêu vũ hay là muốn đi một chuyến vừa vặn cũng có thể nhìn một chút tiêu viêm làm mất mặt tên tình cảnh trên sân huấn luyện đã tới rất nhiều thành viên gia tộc rất nhiều người trên mặt đều mang theo vẻ sốt sắng cùng thấp thỏm tiêu vũ mang theo huân nhi ở một cái trong góc ngồi xuống huân nhi nhỏ giọng hỏi tiêu vũ ca ca cũng không có ý định khảo nghiệm sao tiêu vũ lật ra một cái liếc mắt nói ta đều là đấu giả, tham gia cái này làm gì? Huân Nhi lộ ra thanh liên giống như nụ cười nói. Điều này cũng đúng, có điều tiêu vũ ca ca đón lấy có tính toán gì đây? Tiêu vũ quay đầu nhìn Huân Nhi, nhìn nàng ước ao ánh mắt, đang muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một đạo giọng nữ. Tiểu hỗn đảng, Huân Nhi, hai người các ngươi ngồi ở đây làm gì đây? Huân Nhi khẽ cười nói. Ta đang cùng tiêu vũ ca ca nhờ một chút tương lai dự định đây. Tiêu Ngọc nhất thời kéo Huân Nhi tay nhỏ nói rằng. Đến già Nam học viện A, lấy thiên phú của ngươi, không đến già Nam học viện đáng tiếc. Huân Nhi không nói gì, mà là nhìn về phía Tiêu Vũ, có điều Tiêu Vũ lúc này chính đang trong đầu đánh dấu đây, khen. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thưởng. Phần thiên kiếm quyết. Xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Còn chưa tỉnh táo lại tiêu vũ lại nghe được hệ thống âm thanh lần sau đánh dấu địa điểm. Ma thú sơn mạch, vân vân ngất nơi. Thưởng. Không biết. Không biết. Tiêu vũ hơi nghi hoặc một chút lên, đến bây giờ còn chưa có xuất hiện quá tình huống như thế đây. Có điều cái này đánh dấu nhiệm vụ hắn đúng là rất thích, đương nhiên, hắn chỉ là vì hệ thống nhiệm vụ cùng thưởng, tuyệt đối không phải là vì vân vân. Tuyệt đối không phải. Lấy lại tinh thần tiêu vũ nói. Có thể sẽ đi thôi, bất quá bây giờ khả năng còn có một ít chuyện phải xử lý, vì lẽ đó lúc nào đến liền không nhất định. Tiêu Ngọc cáu giận nói. Làm sao, ngươi còn có yêu cầu? Tiêu Vũ rung đùi đắc ý nói. Đó là tự nhiên, thiên tài, đương nhiên phải có ưu đãi. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Vũ muốn ăn đòn dáng vẻ, hận không thể đi tới cho hắn hai quyền, lập tức lại nghe Tiêu Vũ cười hiếp mắt nói. Huống chi, già nam học viện nếu như không đồng ý, ta cũng là có thể chậm lại một năm nửa năm, đương nhiên, ta còn muốn mang theo Huân Nhi đồng thời. Tiêu Ngọc ông lấy hai tay nói. Ngươi còn mang theo Huân Nhi đồng thời, nghĩ tới Mỹ. Huân Nhi ngươi nói đúng không? Một bên Huân Nhi nhưng không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Ngọc nhất thời tức giận nói. Thật không biết ngươi là không phải là bị hắn đổ thuốc mê. Có điều nói đi nói lại, hai cái thiên phú cao như thế thiếu niên thiếu nữ đứng chung một chỗ, quả nhiên là xứng đây. Được rồi, được rồi, này kiểm tra cũng không có ý tứ, trở lại tu luyện đi tới. Tiêu vũ đứng lên, hai tay đặt ở trên ót, nhàn nhã hướng về bên ngoài đi đến, huân nhi cùng tiêu vũ cáo từ, lập tức đi theo. Gia tộc dự đoán trên, tiêu viêm quả nhiên nhất phi trùng thiên, thực lực về tới thất đoạn đấu khí, từng thuộc về hắn vinh quang trở về, mà hiện nay tiêu vũ chính đang rèn đúc một thuộc về hắn truyền kỳ. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, già nam học viện chiêu sinh cũng nhanh bắt đầu rồi, ngày này, tiêu gia nên đón mấy vị già nam học viện quý khách, cũng chính là tiêu ngọc giáo viên hướng dẫn Nhược Lâm, còn có tiêu ngọc thật là tốt tỉ mùi tuyết ni. Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư thời điểm, tiêu ngọc trực tiếp nhào tới, khẽ cắn lấy Nhược Lâm mềm mại vành tai nói. Mấy ngày không gặp, Ngọc Nhi muốn chết giáo viên hướng dẫn. Nhược lâm đạo sư như mặt nước trong suốt con ngươi nói. Thật sao? nếu không phát hiện một hạt giống tốt, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không truyền tin cho ta đi. Nhìn nhược lâm đạo sư cái kia ánh mắt hài hước, tiêu vũ nhất thời hơi đỏ mặt, đứng ở một bên tuyết ni lại có chút u oán nói. Ngươi là không nhìn thấy ta sao? Nữ nhân. Hừ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tiêu Ngọc cười hì hì khoát lên tuyết ni cánh tay nói. Này còn tạm được. Mấy người đi vào tiêu gia, tiêu chiến tự mình nghênh tiếp, an bài nơi ở dàn xếp lại sau khi nhược lâm rồi mới hướng tiêu ngọc nói rằng ngươi nói cái kia yêu nghiệt thiên tài đây tiêu ngọc nhẹ giọng nói cái kia tiểu hỗn đảng xuất quỷ nhập thần ta đều chừng mấy ngày chưa từng thấy hắn có điều huân nhi hẳn phải biết ở đâu huân nhi là ngươi nói một cái khác thiên tài sao nhược lâm mở miệng nói tiêu ngọc liền vội vàng gật đầu nói lão sư lần này có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ta vì ngươi tìm được rồi ba cái hạt giống tốt. Ba cái. Nhược Lâm hơi kinh ngạc nói. Tuyết Ni cũng là hiếu kỳ nhìn Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc giải thích. Chính là Tiêu Vũ Tam Ca Tiêu Viêm, Thiên Phú cũng trở về về, hiện nay cũng là Tam Tinh Đấu Giả, 16 tuổi Tam Tinh Đấu Giả. Nhược Lâm trong ánh mắt né qua vẻ hoảng sợ. Các ngươi tiêu gia thực sự là ra một đám thiên tài a. À? Tuyết Ni đúng là có chút buồn bực nói. Vậy ngươi thiên phú tại sao không có bọn họ thật? Tiêu Ngọc Trừng Tuyết Ni một cái nói. Bọn họ đều là quái thai, ta mới phải người bình thường được không? Chuyện cười về chuyện cười, Tiêu Ngọc rất nhanh tìm tới Huân Nhi, nhìn trước mắt cái này thanh nhã như thanh liên giống như thiếu nữ, Nhược Lâm cùng Tuyết Ni cũng không khỏi thở dài nói. Đẹp quá! Tiêu Ngọc biểu tỷ tìm Huân Nhi là có chuyện gì không? huân nhi tự nhiên là thấy được trong phòng nhược lâm cùng tuyết ni hai người tiêu ngọc cười ha hả nói không có việc lớn gì chính là muốn hỏi một chút ngươi tiêu vũ ở đâu huân nhi con ngươi xoay một cái các nàng là tiêu ngọc giải thích nàng là ta ở già nam học viện giáo viên hướng dẫn nhược lâm vị này chính là chị em tốt của ta tuyết ni nghe nói chúng ta tiêu gia ra mấy cái thiên tài nhược lâm đạo sư muốn mời chào tiến vào chính mình môn hạ Huân Nhi nhất thời phản ứng lại, liền nhân tiện nói. Tiêu vũ ca ca không thích người khác quấy rối hắn, ta có thể mang các ngươi ý nghĩ báo cho tiêu vũ ca ca. Nhược lâm liếc mắt là đã nhìn ra trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp nhọc gáy bên trong tiêu vũ ca ca rất là dữ gìn, có điều cũng không có nói cái gì, ngược lại thời gian của nàng rất sung túc. Huân Nhi rất nhanh rời khỏi nơi này, hướng về phía sau núi rừng loạn thạch bước đi chính đang rừng loạn thạch tu luyện tiêu vũ trong nháy mắt liền cảm nhận được huân nhi khí tức quay người lại liền nhìn thấy huân nhi cười tươi rói đứng ở một bên cười hì hì nhìn mình tiêu vũ khóe miệng cũng là hiện lên vẻ tươi cười nói ngày hôm nay nghĩ như thế nào đi tới nơi này tới tìm ta huân nhi trực tiếp nói tiêu ngọc biểu tỷ giáo viên hướng dẫn nhược lâm đi tới tiêu gia muốn gặp một lần ngươi nha tiêu vũ tự nhiên biết tiêu ngọc giáo viên hướng dẫn nhược lâm không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ nhanh như thế đi tới tiêu gia, còn muốn gặp hắn, xem ra là tiêu ngọc nói cho Nhược Lâm một ít chuyện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Chiêu sinh bắt đầu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiêu Vũ nói rằng Có thể a, à, có điều ngày mai đi, bây giờ sắc trời cũng đã chậm. Huân Nhi cũng không có nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái nói. Được, lập tức tiêu vũ mang theo huân nhi trở về phòng, rửa mặt một phen sau lôi kéo huân nhi đi trước tiêu gia phía sau núi đoạn nhai nơi. Màn đêm buông xuống, bầu trời lập lòe điểm điểm ánh sao. Tiêu vũ lôi kéo huân nhi ở mềm mại trên cỏ nằm xuống, yên lặng nhìn trời trên những vì sao, hai người đều không có nói chuyện. Hồi lâu, tiêu vũ nói rằng. Huân nhi, kỳ thực ta biết gốc gác của người rất thần bí. Huân nhi bỗng nhiên nhìn về phía tiêu vũ, trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối, mà tiêu vũ chỉ là cười cười nói. Không cần sốt sắng, ta kỳ thực còn biết ngươi tới từ sư tộc. Lần này Huân Nhi không nén đột tức giận, đang muốn mở miệng lúc, tiêu vũ nhưng tiếp tục nói. Ta không có muốn trách ý của ngươi, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Huân Nhi nhìn chầm chầm tiêu vũ chân thành ánh mắt, một lúc lâu nói rằng. Tiêu vũ ca ca nói đi, ta đều sẽ đáp ứng ngươi ta biết Huân Nhi bí mật, chính ta cũng có bí mật, và Nam học viện chiêu sinh ta sẽ tham gia, thế nhưng ta sẽ rời đi một năm, trong một năm này, ta hy vọng ngươi có thể để cho cổ tộc người hỗ trợ chăm sóc một chút phụ thân sao. Tiêu Vũ nói rằng, rời đi. Ngươi không đi già Nam học viện sao? Huân Nhi khiếp sợ nói rằng. Tiêu Vũ khẽ cười nói. Không phải là rời đi một năm mà thôi, một năm sau khi ta sẽ đi tới già Nam học viện, đến thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi. Huân nhi trong mắt khó nén thất lạc tình, tiêu vũ bỗng nhiên đưa qua đầu ở huân nhi trên cái miệng nhỏ nhắn hơi điểm nhẹ, huân nhi khuôn mặt nhỏ nhất thời dường như mây lửa bình thường ửng đỏ, tiêu vũ ca ca, ngươi, ngươi làm gì thế. khắc cái chương, ngươi là ta, trốn không thoát đâu. tiêu vũ thâm tình nhìn huân nhi nói rằng ngày mai tiêu vũ liền tới đến tiêu ngọc sơn trước ngôi nhà chính, tiêu ngọc mở cửa thấy là tiêu vũ tạ oán nói. Tiểu hỗn đảng, tìm ngươi thật là không dễ dàng. Tìm ta làm cái gì? Tiêu vũ cười cợt, cũng không lưu ý, trực tiếp đạp bước đi vào. Huân nhi không có cùng ngươi nói sao? Tiêu ngọc có chút buồn bực nói. Nàng đúng là nói rồi hình như là đạo sư của ngươi muốn gặp ta. Tiêu vũ nói rằng. Tiêu ngọc gật đầu một cái nói. Không sai, muốn hỏi một chút ngươi có muốn tới hay không già nam học viện tiến tu. Tiêu Vũ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc nói. Ngươi chừng nào thì cũng có thể nói ra lời này. Tiêu Ngọc vung cho Tiêu Vũ một cái liếc mắt, mang theo hắn đi tới nhược lâm đạo sư gian phòng. Lão sư, Tiêu Vũ đến rồi. Tiêu Ngọc gõ gõ môn. Trong phòng truyền đến một trận vang động, sau đó cửa phòng bị mở ra, Tiêu Vũ thấy được người con gái trước mắt này. Một thân áo xanh, cười tươi rói đứng trong phòng, đầy đặn linh lung dáng người xác thực rất mê người, có điều tiêu vũ rất nhanh sẽ dời ánh mắt cười nhạt nói nghĩ đến ngài chính là nhược lâm đạo sư nhược lâm cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười không sai ngươi chính là tiêu gia tiểu thiên tài không dám làm tà tên tiêu vũ tiêu vũ khẽ vuốt cầm. vào đi nhược lâm tránh ra một thân vị nói ba người ở trong phòng ngồi xuống nhược lâm trực tiếp mở miệng hỏi ngươi có dự định đi già nam học viện tiến tu sao có. Tiêu Vũ nói rằng. Nhược Lâm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhưng sau đó Tiêu Vũ mấy câu nói, để Nhược Lâm nụ cười trên mặt nhất thời động lại. Bất quá ta hy vọng có thể xin mời một năm kỳ nghỉ. Tiêu Vũ nói. Nhược Lâm cái kia thon dài lông mi khẽ rung lên, ngươi là không dự định đi già nam học viện sao? Ba năm tiếng tu thời gian, Tiêu Vũ muốn xin nghỉ một phần ba, nàng đây tuyệt đối không thể đáp ứng ta đương nhiên muốn đi bất quá ta xin nghĩ một năm cũng là có chuyện quan trọng phải làm tiêu vũ nói một bên tiêu ngọc có chút vội la lên ngươi tiểu hỗn đảng ngươi có thể có chuyện gì có a à, còn có hai năm ta muốn đi vân lam tông giúp phụ thân đòi một lời giải thích đây hơn nữa nạp lan yên nhiên còn muốn khiêu chiến ta đây tiêu vũ tuy rằng nói như vậy thế nhưng trên mặt một điểm dáng dấp sốt sắng đều không có đừng giật lấy thiên phú của ngươi coi như là hai năm sau khi đối phó nạp lan yên nhiên cũng là thừa sức đi. Tiêu Ngọc nói rằng. Tiêu Vũ nhún vai một cái nói. Vậy cũng chưa chắc, dù sao sau lưng nàng nhưng là Vân Lam Tông, còn có một đấu hoàng lão sư đây. Một bên Nhược Lâm nhìn thấu Tiêu Vũ kiên quyết, thế nhưng nàng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói. Còn có một tháng, và Nam học viện chiêu sinh đội ngũ mới có thể đến, khoảng thời gian này ta giúp ngươi tranh thủ một hồi, ngươi cũng trở về đi cố gắng suy nghĩ một chút được không nhìn nhược lâm như mặt nước mềm mại con mắt tiêu vũ cuối cùng vẫn là gật gật đầu tuy rằng lui bước là không thể nào thế nhưng chung quy phải cho nàng một bộ mặt tiêu vũ đi rồi nhược lâm cười khổ nói ngươi cái này biểu đệ thực sự là rất bướng bỉnh tính tình này cũng là có thể tức chết người tiêu ngọc bất đắc dĩ buông tay nói ai nói không phải đây sau khi trở về tiêu vũ bắt đầu nắm chặt tu luyện, hắn nghĩ tới nguyên tác nhược lâm nhưng là cùng tiêu viêm đánh một trận, mới để cho hắn đi, vạn nhất đánh nhau, tiêu viêm có dược lão hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện nay tiêu vũ thực lực đã đột phá đến lục tinh đấu giả. Một bên khác, tiêu viêm cùng dược lão đã ở quyết định bước kế tiếp nên làm gì tu luyện. Tiểu tử, lập tức và năm học viện chiêu sinh đội ngũ sắp đến rồi, sư phụ quyết định đón lấy chúng ta liền đi tới già nam học viện dược lão nói rằng tiêu viêm có chút không rõ vì sao già nam học viện chẳng lẽ còn có thể so sánh lão sư dạy có khỏe không dược lão lắc đầu nói không phải sư phụ đã từng cũng khống chế quá một loại dị hỏa tên là cốt linh lãnh hỏa nhưng là ở ta sau khi giả dạ chết khả năng quá thành công dị hỏa cũng thành vật vô chủ bị mất ngươi phần quyết cần thôn phệ dị hỏa mới có thể thăng cấp, sư phụ khi còn sống đã từng được một cái tin, cái kia già nam học viện tự hồ khác thường lửa. Nói rằng dị hỏa, tiêu viêm nhất thời sáng mắt lên, già nam học viện cũng có dị hỏa. Dược lão gật đầu một cái nói. Không sai, tự hồ là xếp hạng 14K vẫn lạc tâm viêm, lần này chúng ta đi già nam học viện, không chỉ có thể thu được tài nguyên tu luyện, quan trọng hơn là muốn thôn phệ vẫn lạc tâm viêm đến tiến hóa phần quyết. Được, vậy chúng ta liền đi già nam học viện. Tiêu viêm có chút hưng phấn nói. Tiêu vũ phỏng chừng cũng không có nghĩ đến, bởi vì cốt linh lãnh hỏa biến mất, sẽ làm dược lão cùng tiêu viêm thay đổi hành trình, lựa chọn trực tiếp đi tới già nam học viện. Thời gian loán một cái, một tháng trôi qua. Sáng sớm tiêu ngọc liền dẫn tiêu mị, tiêu ninh, còn có huân nhi, tiêu vũ, tiêu viêm mấy người đi trước chiêu sinh đội ngũ chỗ ở quảng trường. Nhìn người ta tấp nập quảng trường, mọi người hít sâu một hơi. Tiêu Ngọc vẫy vẫy tay nói. Ta mang bọn ngươi đi cửa sau, đi theo ta. Nói xong liền dẫn mọi người hướng về quảng trường một bên khác bước đi, quả nhiên nơi này có một cái lối nhỏ, có điều có mấy vị sĩ quan gián dấp quân nhân canh gác. Tiêu Ngọc đi lên trước đưa cho cầm đầu quân nhân một màu bích lục nhãn hiệu, cái kia quân nhân liếc mắt nhìn, liền để cho bọn họ trôi qua. Người mặc thiết giáp quân nhân xếp thành hàng gạt ra một cái lối nhỏ, ác liệt sát khí hướng về mấy người phả vào mặt, tiêu vũ như vậy hạ mã uy làm như không thấy, mặt không biến sắc trực tiếp đi tới. Đi theo phía sau Huân Nhi cùng tiêu viêm cũng còn tốt, đúng là tiêu mị cùng tiêu ninh hai người bị dọa đến sắc mặt hơi trắng bệt. Bọn họ mới vừa vào đến liền nhìn thấy một người mặc trang phục màu đỏ tuyết ni hướng về bọn họ vẫy tay, một tháng này bọn họ cũng đều lẫn nhau quen thuộc lên, liền mọi người liền hướng về cái kia màu xanh lục lều lớn cột buồn phương hướng đi tới. Tuyết Ni ở Tiêu Ngọc bên tai nhắc nhở. Bày ra tên kia cũng đã tới nha. Tiêu Ngọc nghe vậy, nhất thời lông mày khẽ nhíu một cái, đang nói, một đạo lấy lòng thanh âm của từ bên tai truyền tới. Ngọc Nhi, đã lâu không gặp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.